Khái niệm về luân hồi. Muôn loài chúng sinh sanh từ luân hồi, nghiệp lành nghiệp dữ hai thứ keo lôi. Nhân nào quả nấy đục trong sáng tôi, tu thân khổ ý trả vây kiếp người. Ác nghiệp đã gây chôn đầu khỏi lưới, non cao núi thầm đầy nước hang sâu. Trên thế gian này không đâu trốn được, nghiệp xưa nay tạo quả báo không rời. Lời ngỏ. Có xem qua phần khái luận về đề tài luân hồi của bác Hai Như Sanh, chúng tôi mới nhận thấy lối phân tích của bác thật rõ ràng, minh bạch và sâu sắc. Từ cách định nghĩa cho đến cách lý giải, bác dùng từ thật bình dân giản dị nhưng rất xúc tích. Vì thế càng xem qua, càng đọc, càng thấy thích thú hơn. Người học đạo tu hành muốn ra khỏi cõi trần ai đầy thống khổ này mà không học qua lý luân hồi là một điều khiếm khuyết vậy. Luân hồi đó là nhân quả trong khoảng chết và tái sinh, nhân nào quả ấy, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sinh. Và tác giả còn nhấn mạnh cho biết rằng ta có thể tự do trong nghiệp lành chứ không tự do trong nghiệp ác. Cách phân tích lý giải rất chính xác. Về các nghiệp đầu sanh như cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cuối cùng là tích lũy nghiệp. Các nghiệp này đều có sắc thái khác nhau, nhưng bản năng của chúng là cuốn hút con người vào nẻo luân hồi thật mãnh liệt. Trong phần chấm dứt luân hồi, tác giả luôn khuyên chúng ta đừng nên tạo nghiệp khổ cho thân và hãy nên luôn luôn làm thiện, hầu quân tập chủng tử lành để thoát khỏi nẻo khổ đau, như lấy chơn trí giác phá mê si tham đắm, dùng chánh tư duy để sửa tư tưởng được thanh cao. Trong đề luận này có hai mẫu chuyện thật nổi bật. Một là chuyện rồng dữ hung tợn phá quấy dân làng, xúc phạm Phật, rơi vào tội ngũ nghịch. Nhưng phút cuối cùng, vì cảm nhận đức lành của Phật, trước khi chết, chỉ một niệm hồi tâm sám hối mến mộ Phật, chỉ là ý tưởng thôi, không phải bằng hành động bên ngoài mà cũng được lên cõi trời thoát kiếp khổ đau. Chuyện thứ hai là Bắc Du Chơn Võ lúc còn làm Ngọc Đế chỉ khởi tâm tham đắm cây đại thọ chiếu hào quang nên đành phải phiêu lưu trong mấy kiếp. Kết luận đề tài này cho ta biết luân hồi là do nghiệp thọ sinh và do nghiệp mà thọ báo. Thành ra mình thọ sinh nơi đây cũng do nghiệp của mình tạo lấy, nghiệp đó là nhân quả trả dai. Biết rõ luân hồi là thống khổ, còn niết bàn là tịch tịnh an vui giải thoát, ta hãy chọn cho mình một hướng đi, biết rõ thêm nhân quả luân hồi và cách làm tăng hay giảm khổ đau. Dù ta chưa đủ sức tu giải thoát hay về cõi Tây Phương, nhưng nó cũng giúp cho tương lai được sinh lên thiện xứ. Đầu xuân Nhâm Ngọ 2002, Đồng Như. Để tiếp tục nhân quả là luân hồi, hãy mình tin có nhân quả ba đời thì phải có luân hồi báo trả. Nhờ có lý luân hồi này mà người ta mới giải thích được những sự sai biệt của mỗi cá nhân về hình thể hay trong hoàn cảnh trong xã hội. Không có luân hồi thì không giải đáp được mọi bất công của xã hội. Tại sao cùng sanh ra mà người dạy người khác? Cái đó là do luân hồi mà mình mang theo nghiệp trước của mình.
nên giờ có những hoàn cảnh sai khác như vậy. Hôm nay bác giải về lý luân hồi. Phần 1. Định nghĩa. Luân có nghĩa là bánh xe, hồi là xoay tròn. Chúng sanh si mê khát ái, tạo nghiệp dữ lành, phải luân chuyển lên xuống trong sáu nẻo như cái bánh xe quay tròn mãi không dứt, nên gọi là luân hồi. Sáu nẻo luân hồi gồm trời, người, thần Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Ba đường lành do ba nghiệp thân khẩu ý làm mười điều lành ít hoặc nhiều mà lên cõi trời, người hay thần. Còn do ba nghiệp thân khẩu ý mà tạo nên ba điều ác nặng, đọa làm ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, gọi là ba đường ác. Con người luân chuyển vòng vòng theo sáu đường ấy, lên xuống mãi, nên gọi là luân hồi sáu nẻo. Phần 2. Lý do luân hồi. Luân hồi có những lý do sao? Do nghiệp ác lôi kéo, lòng còn tham đắm, khát ái. Mình làm việc ác dù không muốn luân hồi cũng không được vì nghiệp nó lôi đi. Không làm ác nhưng lòng còn tham đắm, khát ái cũng bị luân hồi để thỏa mãn khát ái của mình. Riêng các bậc La Hán không gọi là luân hồi. Nếu vì bi nguyện xuống trần gọi là giáng sinh. Các ngài lựa dân chúng ở đâu có cơ duyên với mình thì giáng sinh vào nơi đó mà độ đời. Còn chúng sanh bị nghiệp lôi gọi là đầu sanh, bị nghiệp ném vào hoàn cảnh ngày mai của mình gọi là luân hồi. Các vị La Hán tự nguyện giáng sinh chứ không phải luân hồi nữa. Chúng sanh tự do trong nghiệp lành chứ không tự do trong nghiệp ác. Có người thắc mắc không biết mình làm lành rồi có bị nghiệp lành trói buộc hay không. Còn làm ác đương nhiên bị nghiệp ác trói buộc rồi. Bác hai nói con người tự do trong nghiệp lành chứ không tự do trong nghiệp ác. Mình làm ác là bị nghiệp ác báo trả. Thí dụ mình hay đánh đập và gây đau khổ thân xác cho kẻ khác, kiếp sau mình phải đau ốm bệnh hoạn hay là bị người ta đánh đập lại. Cái đó không có tự do, mình không muốn cũng không được. Còn nghiệp lành thì được tự do. Thí dụ mình gieo nghiệp giàu sang, giờ mình giàu sang sung sướng mà không muốn hưởng thì cứ bỏ, dễ thôi, không sao hết. Nếu mình gây cái nghiệp nghèo hèn, bỏng sẻn, tham lam, giờ mình nghèo cơm không đủ ăn, mình không chịu, không muốn, thì bỏ cái nghèo đâu bây giờ? Nghiệp lành không trói buộc mà còn giúp mình tu tiến mau hơn. Còn nghiệp ác là chướng thánh đạo, nó ngăn đường tiến hóa của mình mà bỏ nó không được. Do vậy chúng sanh do nghiệp mà thọ sanh, do nghiệp mà thọ báo. Trong Tích Nhà Phật có truyện một ông trưởng giả nọ keo cú lắm. Ông không dám bố thí gì hết và bo bo giữ của. Tới ngày chết không kịp trói lại cho con. Ông có nhiều người con và muốn để dành riêng cho đứa nào đó. Bây giờ á khẩu chết tới nơi rồi mà chưa chỉ cho nó được. Sở nguyện không thành nên ông chết rồi, đầu thai làm con chó trong nhà của ông Đô Đề. Đô Đề là con của ông trưởng giả, để mà gìn giữ của. Hôm đó Phật tới, chó chạy ra dồ sủa. Phật nói: "Nhà ngươi vì thương tiền tiếc của phải đọa như vậy, giờ thấy Phật còn sủa nữa sao?" Nghe nói vậy, con chó tiêu nhiễu chung với sàn buồn hiu. Ông Đô Đề về thấy vậy hỏi: "Ở nhà có ai làm gì mà con chó buồn vậy?" Người nhà trả lời: "Không có ai làm gì hết ạ. Hôm qua Phật tới á, không biết nói gì mà nó buồn vậy đó." Ông Đô Đề đến chỗ Phật để phân bua lý do gì con chó không ăn uống mà buồn hiu. Phật nói: "Con chó là cha ngươi, hồi trước bởi cất dành của riêng không trói lại được nên luân hồi lộn lại làm con chó trong gia đình ngươi để giữ gìn của. Ngươi về bảo nó chỉ chỗ lấy của ra đi." Ông Đô Đề về nói với chó: "Của ông chôn ở đâu, chỉ cho tôi đi, khỏi mất công lo ôm ấp giữ gìn nữa." Con chó lại moi ngay chỗ chôn và ông Đô Đề lấy được của. Từ đó về sau, ông đối xử với nó tốt đẹp cho đến khi già chết. Lý do luân hồi là tại lòng còn khát ái, tham đắm, lo bảo thủ vật của,
hoặc còn hận thù nào đó nên luân hồi báo trả hoài. Luân hồi thật là hỗn tạp, quyến thuộc thân thù hỗn độn, và người thú sang hèn luân chuyển lộn xộn với nhau. Chỉ có Đức Phật luôn 500 kiếp, cha, mẹ, vợ, con luôn như vậy, không thay đổi, vì tư tưởng thuần nhất. Nếu tư tưởng không thuần nhất thì trong gia đình sẽ lộn đi lộn lại, thay đổi luôn. Có một ông trưởng giả thật keo cú, ông ăn cơm là đóng cửa lại sợ người khác vào xin. Hôm đó Phật đến quá độ ông. Đến nhà ông đóng cửa, Phật dùng thần thông vào nhà. Giận quá ông nói: "Ông không biết mất cỡ à, tôi đã đóng cửa rồi sao ông còn vào?" Phật nói: "Người khất sĩ thì đi xin ăn chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Còn ngươi mới là người không biết mắc cỡ, giết cha, nuôi kẻ thù, lấy mẹ mà không biết." Ông trưởng giả nói: "Tôi làm việc đó hồi nào? Phật mới chỉ và nói: "Con ngươi là quỷ la sát, hồi đó giết cha ngươi, là kẻ thù của ngươi, mà bây giờ ngươi nuôi nó. Còn con gà trống này, tiền thân nó là cha ngươi, quá mến của cải này nên trở lại đây, ăn quay quẩn trong nhà này. Giờ ngươi giết cha rồi đãi kẻ thù. Còn nàng hầu ngươi cưới kiếp trước là mẹ ngươi, mẹ con thương nhau quá, khi mất rồi quay trở lại làm nàng hầu, và vì duyên nghiệp nên gặp nhau thương rồi cưới. Chính nàng hầu này là mẹ ngươi đầu thai lại đó. Luân hồi hỗn tạp bừa bãi vậy, con người không biết thẹn. Còn khất sĩ đi xin ăn chứ có gì đâu mà thẹn." Phật nói và dùng thần túc của mình cho ông trưởng giả thấy tiền kiếp, như vậy ông mới tin tưởng được. Còn nếu mình nói mà không chứng minh được thì thật là phi lý. Phật nhắc tiền kiếp người ta công nhận, vì Ngài cho mượn thần thông để hình dung lại, nhớ lại được. Có một đoạn nói về luân hồi như sau: "Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có, quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhơ bợn thế, nay mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo, mà trí ngu bần phú khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già, vẫn chết, vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê, từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên, khi rớt lại phàm. Lúc người lúc thú tham lam, kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân. Khi thì phú, khi bần tột hạng, lúc ấm no, lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch, khi lá rơm, lúc làm quan tướng, lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra quai. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thay tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn để chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng. Có khi bị cùi phong sụi bại, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đường phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đĩ bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Kiếp thì được anh hùng giang dội, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tợ vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dồi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày. Mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đối khó nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đảng sinh nơi đĩ điếm, nghiệp rượu chè sinh chốn tửu lâu. Nói sơ kể chẳng hết đâu, nghiệp đâu sinh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kế kiếp sau làm bạn làm chồng. Luân hồi lộn bậy cõi hồng,
khi cha, khi mẹ, khi chồng, khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì trả trước, yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sinh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến trường khác chi. Thanh sĩ. Hiện giờ có nhiều trường hợp mấy đứa trẻ nhớ tiền kiếp của chúng, báo chí cũng thường đăng, chứng tỏ luân hồi là có thật. Giờ bác nói tiếp theo về việc các nghiệp dẫn đi đầu thai. Luân hồi cũng là nhân quả, mà nhân quả từ khoảng bỏ thân này qua thân khác. Có cái thân rồi, suốt đời sống mình gặp gỡ nhau, trả vai, vai trả. Phần 3. Các nghiệp luân hồi. Các nghiệp dẫn đi đầu thai, luân hồi trong nhà Phật chia làm 4. 1. Cận tử nghiệp. Nghiệp cuối cùng trong lúc gần tắt hơi. Cận tử là gần chết. Nghiệp này mạnh hơn hết. Tới lúc đó mình còn mong mỏi điều gì, ôm ấp một quan niệm, một ước muốn nào, thì nó hút mình đi đầu thai liền. Mình rất nhiều nghiệp, nhưng nghiệp đó mạnh hơn hết. Người đau, mình hộ niệm để họ nhớ đến Phật điều lành, đó là hỗ trợ cận tử nghiệp. 2. Cực trọng nghiệp. Có nhiều người gần chết nhưng không có nghiệp cận tử đó, không nghiệp lành dữ cũng như không mong mỏi tính toán điều gì, thì có cực trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất trong đời mình thay thế dẫn đi đầu thai. Thời xưa có một vị tỳ kheo đang đi giữa đồng, chợt nghe có tiếng kêu: "Hòa thượng, hòa thượng!" Ông dừng lại dòm thì không thấy ai, định cất bước đi, lại nghe tiếng kêu nữa. Ông đứng lại hỏi: "Ai kêu đó?" Con rắn trả lời: "Tôi, chính tôi kêu ngài." Nó nói xong và bò tới. Vị sa môn hỏi: "Ngươi kêu ta có việc gì?" Rắn hỏi: "Ngài có biết vua Kỳ Đạt không?" Vị sa môn đáp: "Biết." Rắn nói: "Vua Kỳ Đạt chính là tôi đây. Tôi đầu thai làm loài rắn nè." Vị sa môn nói: "Vua A Kỳ Đạt suốt đời phụng sự Tam Bảo, đúng ra phước đó sinh lên cõi trời, sao lại bị đọa làm rắn?" Rắn nói: "Trong lúc tôi á khẩu sắp tắt hơi, có cô cung nữ đứng quạt buồn ngủ làm rớt quạt trúng mặt tôi đau quá. Tôi giận lắm, ngặt á khẩu không nói gì được, không ra lệnh chém giết gì và bực tức rồi tắt hơi luôn. Do sân hận đó mà đầu thai làm loài rắn. Bây giờ ngài làm ơn thuyết pháp cho tôi một thời đặng tôi quá kiếp." Con rắn mập đầu xác nghe một thời pháp của vị sa môn thuyết, và 7 ngày sau nó chết, sinh lên cõi trời. Cận tử nghiệp rất quan trọng. Mặc dù phước của mình đã có thể siêu lên rồi mà bị cận tử nghiệp làm rớt xuống trở lại. Do cận tử nghiệp mới có vấn đề hộ niệm. Trong kinh Phật cũng có ghi thêm là khi mình hộ niệm cho người bệnh cũng nên hộ cái tâm của người bệnh, đừng làm cho phiền phức, để khi họ tắt hơi sanh vào đường không tốt, nổi sân hận bị đọa. Nghiệp ở đâu thì sanh đó. Tính tình mình hung dữ thì sanh làm loài cọp, beo, sư tử. Mình dâm dục quá hoặc tư tưởng luôn nghĩ đến chuyện này thì sanh làm loài xe sẻ, nguyên ương. Tánh hay liếng khỉ như là sở trường, bản chất như vậy thì sinh làm loài khỉ dượng. Nếu không có cận tử nghiệp thì còn cực trọng nghiệp. Có một lần bác hai đi thăm người bạn đau ung thư gan sắp chết. Bác đi cùng với người bạn khác nữa. Ông bạn kia cho hay có người đã hiến cho 4 miếng gián xoài để đóng hòm cho ông bạn đau. Ông bạn đau nói: "Ôi, 7 miếng giặt tre cũng được rồi, làm chi lộn xộn mất công lắm." Ông bạn kia nói: "Bộ anh tính khiêng giác giờ giặt đi đâu nữa mà anh chê nặng chê nhẹ?" Bác hai mới cười nói: "Chú không có quyền gì hết, quyền là ở người sống, họ tính toán sắp đặt làm sao để họ làm. Chú lo nhắm kỹ đi trước khi buông dây cung. Hồi đó giờ chú nhắm hướng nào cũng được, còn bây giờ trước khi buông dây cung, chú nhắm kỹ mục đích đi. Hễ buông rồi thì không theo mũi tên mà sửa được đâu." Ý bác hai muốn nói về cận tử nghiệp
mà nói theo một lối khác cho ông nghe. Ông cũng là bằng học đạo, ông biết việc này. Có người không có cận tử nghiệp thì cực trọng nghiệp đứng ra hướng dẫn đi đầu thai, nghĩa là nghiệp nào lành hoặc dữ lớn nhất trong đời mình sẽ hướng dẫn mình đi đầu thai. 3. Tập quán nghiệp. Nếu không có hai nghiệp vừa kể trên, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp, thì đến tập quán nghiệp. Tập quán là cái thói quen, và các nghiệp mà thói quen mình hay làm thường gọi là tập quán nghiệp sẽ dẫn mình đi đầu thai. Có một lần trưởng giả Đại Vãnh hỏi Phật: mình niệm Phật rồi, giờ phút lâm chung rủi bị té xe hoặc chết chìm, hoặc bị tai nạn bất ngờ chết tức tốc, đâu có nhớ niệm Phật, vậy rồi có được sanh lên cõi Phật hay không? Phật hỏi lại ông: ví dụ như cái cây lớn lên rồi nghiêng theo hướng nào đó, bất thình lình nó tróc gốc hoặc có ai chặt nó thì nó ngã về bên nào? Ông trưởng giả đáp: thì nó ngã theo hướng nó nghiêng. Phật trả lời: điều ông hỏi cũng như vậy thôi. Hằng ngày nếu mình mong hướng về cõi Phật như niệm Phật làm lành, thì dù mình có bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, hốt hoảng, không có niệm Phật được, thì nó cũng ngã về hướng đó, tức là tập quán nghiệp dẫn đi đầu thai. Phật nói rõ điều này cho ông trưởng giả biết và giải đáp mọi thắc mắc của ông về đầu thai. Mình đi đầu thai theo tập quán nghiệp thường làm hằng ngày. 4. Tích lũy nghiệp. Có người không có ba nghiệp trên thì chịu ảnh hưởng của tích lũy nghiệp là những nghiệp từ xa xưa, rất yếu, đứng ra dẫn mình đi đầu thai. Sau khi biết qua các nghiệp lực hút mình đi đầu thai, khi đối chiếu lại với tu tịnh độ thì chắc chắn được giảng sinh, vì hằng ngày mình niệm Phật đương nhiên có tập quán đó rồi. Khi gần chết, nếu mình nhớ niệm Phật hoặc được người khác hộ niệm nhắc mình nhớ niệm Phật thì ra được cận tử nghiệp. Nếu việc tu tịnh độ là mạnh nhất trong đời mình, hết sức tha thiết, thì ta được cực trọng nghiệp. Đây là ba nghiệp dẫn mình giảng sanh, thật là chắc ăn, đảm bảo. Phần 4. Phương pháp hộ niệm. Mình đã biết rõ các nghiệp dẫn đi đầu thai, vậy mình phải biết cách hộ niệm, tức là ủng hộ niệm lành cho người đau, tránh cho người lâm chung những buồn phiền uất ức. Ta nên nhắc nhở việc lành hay niệm Phật hộ cho tâm người hấp hối được an. Đó là bổn phận mình giúp cho đồng đạo trong lúc lâm chung. Phải tránh cho họ những buồn phiền, đừng cãi giả với nhau hoặc đừng nhắc nhở những việc không hay. Ta nên nhắc nhở việc lành, niệm Phật, đồng thời ta niệm cho họ nghe niệm theo. Việc hộ niệm rất quan trọng, vì theo lý của cận tử nghiệp, tạo thành cận tử nghiệp lành, giúp họ sanh vào đường lành. Có một con rồng thật dữ ở mé rừng, nó quậy phá làm phi sa tẩu thạch, nghĩa là cát bay đá chạy, khiến dân chúng ở vùng đó phải điêu đứng với nó. 500 vị La Hán mới rủ nhau đánh con rồng đó, đuổi nó đi để cứu dân ở đó được bình an. Nhưng mà đánh không lại vì thần thông nó rất giỏi. Các vị La Hán mới trở về bạch Phật về sự việc con rồng hiện ra làm dữ. Phật đến nơi, các vị La Hán sợ đều đứng nép hết sau lưng Phật. Phật đứng yên không làm gì hết, vẻ mặt hiền lành sáng rỡ một cách ung dung thư thái. Rồng giận dữ hóa phi sa tẩu thạch lửa để hại Phật. Những phép gì rồng hóa ra đều trả lại nó. Nó hóa ra lửa thì lửa bay trở lại đốt nó, trong khi Phật không làm điều gì cả. Sau cùng rồng thâu phép lại, bay lên không hiện hình to ra như quả núi và bay xuống tính đè bẹp Phật. Phật cũng đứng yên không né tránh, và nó bay rớt ngoài đá, dập gan dập mật. Nó nằm uống éo sắp chết. Rồng nhớ lại Phật từ lúc lại đây vẫn đứng yên lặng, thư thái ung dung hiền lành. Vậy đây là bậc thần đức nên nó không còn hung dữ nữa, nhìn Phật bằng đôi mắt cảm mến rồi tắt hơi. Các vị La Hán hỏi Phật: nó chết rồi đọa tới đâu? Vì bình sinh nó đã quậy phá dân chúng quá rồi, nó còn dám xúc phạm các vị La Hán nên tội lớn lắm, nay còn dám quá phép hại Phật nữa, vậy nó đọa vào đâu đây? Phật nói: lên cõi trời. Các vị La Hán ngạc nhiên:
Ủa, sao lạ vậy? Nó hung ác quá mà. Phật nói, tại vì nó khởi thiện tâm trước giờ nó nhắm mắt, nó trở lại mến mộ Phật Pháp. Kẻ tu hành nên nhờ đó mà sinh lên cõi trời. Điều này cho thấy cận tử nghiệp thật là quan trọng. Cũng có người nghi ngờ về cận tử nghiệp và đặt vấn đề sao? Có những người không ưa việc tu hành mà mình hộ niệm, muốn hướng người ta về đường lành, khuyên người ta niệm Phật hoặc niệm cho họ nghe trong lúc thực sự họ không thích thì không biết có kết quả gì không. Cũng có câu chuyện thật mà bác nói lên đây để mọi người tự suy nghĩ xem như thế nào. Có một ông nọ rất ghét tôn giáo, ghét đạo mà em ông là tu sĩ. Ông đau và bạn đạo xúm lại cầu nguyện cho ông. Ông không chịu, cự lắm và nói: tôi không ưa Phật. Bởi vậy nên anh em đồng đạo không dám cầu nguyện chi cả. Do em ổng là tu sĩ nên vì tình đồng đạo mà anh em bạn cũng túc trực ở đó thường xuyên, cho đến lúc ổng mòn mỏi hấp hối bị á khẩu, rồi anh em mới hiệp nhau niệm Phật. Lúc này ông không đuổi xô nữa mà trợn mắt lấy tay chỉ. Nếu hộ niệm như thế này chắc ổng không lên đường lành mà xuống đường ác nữa. Bác lấy câu chuyện này để các cháu suy nghĩ. Mình hộ niệm là để nhắc nhở việc lành cho tâm ông hướng thiện, mà hễ tâm hướng thiện thì đi lên đường lành dù tội ác gì đi nữa. Như câu chuyện con rồng bác kể lúc nãy, đến giờ phút cuối cùng mà nó biết cảm mến kính trọng Phật nên được lên cõi trời. Còn niệm Phật như ông lúc nãy thì không đạt kết quả được. Tốt hơn là để họ an nhàn ra đi, đừng làm họ nổi sân, khiến họ bị đọa càng tội thêm. Không phải lúc nào niệm Phật cũng tốt cả, phải có trong có ngoài. Nếu trong không có thì hình thức bên ngoài cũng không có tác dụng gì cả. Các cháu nên xét việc đó lại. Không biết sao mà cố định con đường được, phải liệu lượng mà tính. Phần 5. Chấm dứt luân hồi. Nãy giờ ta đã học qua luân hồi rồi. Bây giờ muốn dứt được luân hồi thì phải luôn luôn hành thiện, không tạo nghiệp khổ cho thân. Nghiệp lành thì không trói buộc, chứ nghiệp khổ trói buộc bản thân mình. Khi ta hành thiện thì nghiệp lành đến, mình muốn hưởng hay không tùy ý. Còn nghiệp ác đến, mình muốn thôi cũng không được. Mình đánh người ta rồi bảo về thì họ không chịu. Ta lấy chơn trí giác phá mê si tham đắm. Ta lấy chánh tư duy suy xét để phá những si mê tham đắm của mình. Bởi còn những nghiệp này là phải còn luân hồi. Ngày xưa có tích chuyện ông Chơn Võ là một vị thượng đế ở trời. Thấy cõi trần này có hào quang sáng rực, ông hỏi các thiên tướng: có việc gì mà ở cõi trần hào quang sáng quá vậy? Thiên tướng đáp: có vợ chồng ông già nọ ở trên non. Ở đây có một cây đại thọ đẹp và to lớn lắm, chư thần thường về đây nên phát ra hào quang sáng chói. Vị thượng đế nói: làm sao đem cây đó về trên này để chiêm ngưỡng được? Các thiên tướng nói: không được, cây ở cõi trần không đem lên cõi trời được. Bệ hạ đã có ý mong muốn như vậy thì nên xuất ra một phần hồn xuống dưới đầu thai làm con của ông bà chủ cây đại thọ để thưởng thức. Sau khi thưởng thức cho thỏa mãn rồi thì bệ hạ đi tu, đắc quả xong trở về trên này. Bệ hạ đã khởi ý thì phải đi thôi. Vị thượng đế xuất ra một phần hồn xuống dưới trần đầu thai làm con ông bà già chủ cây. Vị này không nhớ mình là thượng đế nữa, mà ngày ngày cứ ra ngoài gốc cây ngồi chơi. Thượng đế ngồi dưới gốc cây thì chư thần đâu dám về. Bởi vậy cây không còn hào quang nữa nên khô lần rồi chết. Đứa trẻ đó đi tu, tu cũng gần thành vì có chư thần yết đế theo hộ trì, sắp trở về trời. Bỗng một hôm nhà vua đi rừng gặp, bèn năn nỉ thỉnh về cung làm quân sư dạy đạo trong hoàng cung. Nhà vua thì già rồi mà hoàng hậu còn trẻ, ông cư sĩ lại trẻ đẹp uy nghiêm đức hạnh nên hoàng hậu đem lòng cảm mến yêu thương ông. Tới một lúc hoàng hậu không dằn lòng được mới thú thật và tỏ tình với ông cư sĩ. Ông cư sĩ bèn làm bài thơ sau: 30 năm lẻ quyết tu hành,
trong dạ không màng chuyện yến anh, đó chớ nghĩ suy điều trái lẽ, quả là chờ đợi kiếp lai sinh. Thần Yết Đế nghe qua giận quá, uổng công theo hộ trì bấy lâu, bèn quá ra cung nữ đi vào gặp ông cư sĩ hỏi: "Thầy biết tôi là ai không?" Ông cư sĩ nói: "Ngươi là cung nữ chứ ai, tại sao lại vô lễ ngang tàng như vậy?" Cung nữ trả lời: "Tôi là thần Yết Đế, theo phò bệ hạ tu hành để trở về ngôi vị cũ. Bệ hạ còn nói câu chót á, là còn luân hồi nữa rồi." Ông cư sĩ nghe qua buồn quá rồi chết. Hoàng hậu cũng chết theo. Hai người lằng nhằng mấy kiếp sau mới đầu thai làm chơn võ, phá hết mấy động yêu mới đắc quả trở về. Trở về không nhập vào chân linh của Thượng Đế, mà được phò đi cai quản một bầu trời khác. Dụng ý thì nói vậy, mà bác nhắc điều này các cháu nhớ: hễ còn bận biểu, còn tham đắm là còn luân hồi. Không phải tại câu thơ cuối, mà tại ý tưởng suy nghĩ thế nào mới thốt lên câu thơ đó. Do bởi ý tưởng còn tham đắm chưa dứt hẳn, mà phải bị luân hồi mấy kiếp nữa. Tập trung tư tưởng lành đối phá tư tưởng ác, đến khi thuần thiện thì bánh xe luân hồi không còn quay nữa. Ta phải quân tập chủng tử lành đối trị với chủng tử ác. Khi nào tìm thức ta toàn chủng tử lành thì ta không cần làm lành nữa, mà hãy làm là lành chứ không giữ, vì không có tư tưởng xấu nữa. Có đứa cháu nọ là cư sĩ, thường đi thành phố mua kinh sách. Vào tiệm sách lớn mua, có khi không đủ, mua xô ở ngoài, muốn gì có đó, chỉ giá mắc thôi. Mua sách riết quen anh bán sách. Một hôm, anh cư sĩ lại tìm mua sách, chợt nghe ông chủ tiệm và ông khách nói chuyện với nhau. Ông khách nói: "Đạo Phật chủ trương làm lành." Ông bán sách nói: "Không phải đâu, Đạo Phật không chủ trương làm lành." Hai người từ giã nhau đi. Anh cư sĩ tức trong lòng, vì nói vậy là chưa rồi câu chuyện. Sáng hôm sau, thay vì ra bến xe miền Tây, anh bèn quay trở lại tiệm sách. Ông bán sách hỏi: "Ủa, hôm qua nghe nói anh nay về, sao còn trở lại đây?" Anh cư sĩ trả lời: "Hôm qua tôi nghe ông nói với ông khách bàn luận đạo Phật, tôi thấy chuyện đó chưa ổn nên bức rứt quá mới trở lại đây. Ông nói đạo Phật không chủ trương làm lành, vậy là chưa đủ." Ông chủ tiệm hỏi: "Vậy chứ nói sao mới đủ?" Anh cư sĩ trả lời: "Tôi thì đồng ý với ông là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng mà hễ làm là lành chứ không có ác." Ông bán sách tươi cười nói: "Anh nói rất đúng." Anh cư sĩ nói: "Vậy là mai tôi về được rồi." "Tại sao không chủ trương làm lành mà hễ làm là lành?" "Tại vì đã quân tập thuần toàn những chủng tử lành nên hễ làm là lành vậy. Mình cần tập trung tư tưởng lành để đối phó với những tư tưởng ác, đến khi thuần thiện rồi thì bánh xe luân hồi sẽ dứt, không còn quay nữa." Phần 6 kết luận. Chúng sinh do nghiệp mà thọ sanh, do nghiệp mà thọ báo. Thành ra mình thọ sanh nơi đây cũng do nghiệp của mình, và mình gặp những gì trong đời sống cũng do nghiệp. Nghiệp đó gọi là nhân quả trả dây, còn nghiệp thọ sanh gọi là luân hồi, tạm đặt là luân hồi chứ nó cũng là quả báo. Mình phải hiểu rành về nhân quả luân hồi mới giải thích được những bất công trong xã hội. Theo nhiều tôn giáo khác, con người sinh có một lần, và lành hay dữ chỉ lên xuống một lần thôi, thì không giải thích được những bất công trong xã hội như người này mạnh, người kia đau, người nọ ốm, người mập, người giàu, người nghèo, người tật nguyền, người lành lặn. Nếu từ trên cõi trời xuống tại sao bất công vậy, nên không giải thích được. Còn hiểu được nhân quả luân hồi thì biết chúng sanh do nghiệp thọ sanh, do nghiệp thọ báo mới trả lời nhận thức được những bất công xã hội. Biết rõ luân hồi là thống khổ, niết bàn tịch tịnh là giải thoát, ta hãy chọn cho mình một hướng đi. Mình đã biết rõ về nhân quả luân hồi rồi, biết cách làm cho mình hết khổ ở mai sau, và biết cách làm tăng giảm vui khổ,
mình hãy chọn cho mình một lối đi. Nếu không rõ luật nhân quả luân hồi thì biết sao mà chọn. Ai cũng muốn chọn cho mình một lối đi tốt cả, nhưng vì không hiểu nhân quả luân hồi nên thay vì muốn được giàu sang lại đi giật của người ta cho mau khá. Cái đó là cái nhân nghèo, nhân mạt. Còn mình muốn giàu có thì phải bố thí, phải biết nhân nào sinh ra quả đó. Nếu không biết thì đoạt lấy hạnh phúc của kẻ khác và họ sẽ không để yên cho mình. Mục đích thì giống nhau nhưng con đường làm khác nên hậu quả khác nhau. Mình tu để đi tìm hạnh phúc mà họ làm hung, cướp đoạt cũng là để đi tìm hạnh phúc, nhưng mà làm trật nên hậu quả không giống với ý muốn mình. Hiểu rõ luật nhân quả và luân hồi có lợi là ta biết chọn lối đi đúng. Mặt khác, dù ta chưa đủ sức tu giải thoát hay về Tây Phương, nó có thể làm cho tương lai ta sinh lên thiện xứ, hưởng hạnh phúc và tiếp tục tu thêm mãi. Đó là kết luận của luân hồi. Bây giờ bác nói thêm về phần thiện ác. Ai cũng nghĩ mình ráng làm thiện, nhưng có khi làm thiện mà không thiện. Vì lẽ đó sách nói về đạo Phật mới phân tích thiện ác cho mình so sánh. Có khi mình định làm việc thiện, không ngờ lại là ác. Một việc gọi là thiện khi nó lợi mình, lợi người suốt cả không gian và thời gian. Lợi về không gian, ví dụ việc đó có lợi cho dân Việt Nam và có hại cho dân tộc khác thì không gọi là thiện được. Còn lợi về thời gian, như việc đó có lợi cho người hiện tại nhưng có hại cho người ngày mai thì cũng không gọi là thiện được. Tóm lại, một việc thiện phải lợi mình, lợi người suốt cả thời gian và không gian. Trong truyện Bát Tiên, có một vị tiên bảo người đệ tử quẩy một cục đá to thay vì quẩy hành lý. Người đệ tử cũng nghe lời quẩy cục đá đi mà trong lòng cứ thắc mắc hoài. Một thời gian sau, vị tiên hỏi người đệ tử: "Con muốn học phép điểm đá hóa vàng hay không? Thầy có thể chỉ cho con phép này với cục đá con mang theo, con có muốn học không?" Người đệ tử hỏi: "Bạch thầy, nó thành vàng mãi mãi hay rồi bao lâu trở lại đá?" Vị tiên đáp: "500 năm sau mới trở thành đá." Người đệ tử suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì con không học." Vị tiên hỏi: "Vì sao vậy?" Người đệ tử đáp: "Vì hiện tại được lợi mà người 500 năm sau lỗ, bị thiệt thòi. Vàng để trong tủ mà thành đá nên con không học." Vị tiên khen: "Vậy con mới xứng đáng là học trò tiên." Và ông thầy liền chỉ dạy đạo cho người học trò của mình. Vậy việc lành phải hiện hữu suốt không gian. Người ở đây được lợi mà người ở chỗ khác cũng được lợi. Và thời gian, người hiện tại có lợi và người mai sau không bị thiệt thòi thì mới gọi là thiện. Đầu xuân Nhâm Ngọ năm 2002, người sưu tập Vũ Văn Chương. Khái niệm về luật nhân quả. Lời ngỏ. Phật Kinh có câu: "Xuân một hạt giống gieo, thâu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế." Những lời trên đây cũng đủ cho ta giác ngộ sâu sắc thêm đề tài nhân quả quyết định không sai, cây nào sanh trái nấy. Bác Hai Như Sanh khái luận qua đề tài nhân quả ghi âm trong cụ băng cassette. Theo kinh nghiệm của bác nhận thức trong kinh Phật, bác đã giảng luận lại rất rõ ràng, không sai sót và chi li tỉ mỉ về cách gây nhân ra sao, quả báo hiện hành như thế nào, nhân nào nên gieo và nhân nào nên diệt, huân sanh. Chẳng những vậy thôi, bác còn chỉ cách làm sao cho nó lớn thêm hoặc nhỏ lại. Cuối cùng, những nhân ác không còn tồn tại nữa và nhường chỗ cho những hạt giống lành sanh sôi nảy nở, phủ đầy hoa trái hương thơm ngào ngạt trên mảnh đất tâm, huân trưởng. Trong bài còn giảng thêm cho ta biết nhân quả có sức mạnh thần thông phi thường, năng địch thần thông, năng chướng thánh đạo.
năng địch thần thông là dù có thần thông biến hóa hay di sơn đảo hải đi nữa, nhưng khi đối đầu với nghiệp quả thì cũng phải chịu bó tay. Còn năng chướng thánh đạo như vua A Xà Thế rất thông minh và ngộ giác đạo lý sâu sắc, nhưng vì lúc chưa tu, ông hạ lệnh giết vua Tần Bà Sa La là cha ruột của mình để đoạt ngôi. Nghiệp ác ấy ngăn trở ông không chứng đạo thánh được. Nhân quả còn có sức mạnh lạ kỳ, dù thời gian bao lâu cũng không bao giờ tiêu mất. Và về không gian, dù hạ người nào, nhân quả cũng vẫn chi phối được. Phật Kinh có câu: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Trong Sấm Giảng cũng có câu: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nghe qua băng giảng, anh Vũ Văn Chương nhận thấy rất hay, và vì sợ lâu ngày cuộn băng không còn chất lượng nên anh ghi lại thành tập sách lấy tựa đề là Khái niệm về luật nhân quả. Tiện thể tôi xin phép viết lời giới thiệu cùng chư đồng đạo muốn tìm hiểu về đề tài nhân quả. Xem qua tập sách, chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian đi sưu tầm nhiều kinh điển khác, vì tác phẩm đã cô đọng và tóm lược đầy đủ rất thực tế. Chúng tôi xin dừng bút và không quên cầu chúc cho các chúng hữu tình đồng đăng bờ giác ngạn. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chí, 20 tháng 12 năm 2001, Đồng Như. Buổi gặp gỡ hôm nay, bác hai muốn nói về luật nhân quả cho các em cháu nghe. Bởi vì nhân quả là một đề tài quan yếu, một lý thuyết quan trọng trong nhà Phật. Nếu không tin nhân quả, bỏ nhân quả ra thì không còn là đạo Phật nữa. Học hiểu nhân quả để cho mình biết cách tránh khổ và tạo cho mình nguồn an vui trong hiện tại, trong tương lai. Ráng mà hiểu nhân quả, mặc dầu nó khó. Phần 1. Định nghĩa nhân quả. Nhân có nghĩa là nguyên nhân, hạt giống. Còn quả là kết quả, là bông trái. Hễ gieo nhân như thế nào thì kết quả y như thế đấy, không bao giờ sai chạy, nên gọi là luật nhân quả. Phần 2. Tánh cách của nhân quả. 1. Nghiệp lực của nhân quả rất cao xa, nên trong giảng có câu: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đức Thầy. Cao là hạng người nào nó cũng tới, dù vua chúa, người trời hay hạng người cùng đinh cũng không ra ngoài luật nhân quả, nên gọi là cao. Xa là muôn đời không mất, kiếp này không trả thì kiếp sau, và kiếp sau nữa, bao lâu cũng không mất. 2. Tính cách thứ hai là bất di bất dịch. Nhân lành thì quả vui, nhân ác thì quả khổ, không khi nào sai chạy, gọi là bất di bất dịch. 3. Nghiệp lực nó rất mạnh mẽ. Nghiệp lực năng địch thần thông, năng chướng thánh đạo. Sức mạnh mẽ như vậy gọi là nghiệp lực của nhân quả. Ngày xưa, Ngài Mục Kiền Liên rất giỏi, vào hàng đệ nhất thần thông. Vào khoảng thời gian dòng họ Thích bị vua Lưu Ly đem quân tiêu diệt, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông lựa 500 người ưu tú trong dòng họ Thích để vào Bình Bát, gửi lên mây, hầu thoát khỏi cảnh tận diệt đó. Nhưng khi dòng họ Thích dưới này bị tàn sát, thì những người ở trên mây đó cũng bị quá quyết chết hết. Điều đó chứng tỏ thần thông không địch nổi nghiệp lực nhân quả. Còn vua A Xà Thế hồi đó thông minh lắm, vì mắc tội giết vua cha nên không chứng đạo. Phật nói, nếu vua A Xà Thế không có tội bất hiếu với cha thì vua chứng quả Tu Đà Hoàng kiếp này rồi. Khả năng vua có thể chứng được, nhưng bị nghiệp lực ngăn che nên chứng không được. 4. Một tính cách nữa là nhân ít quả nhiều. Nhân thì một hạt giống chứ quả rất nhiều. Ta gieo một hạt lúa sẽ gặt được mấy lít lúa, chứ một hạt sinh ra một quả thì không ai gieo làm chi. Cổ đức cũng có câu: xuân một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Tánh cách nhân quả tạm giảng như thế rồi thủng thẳng nhiều lần sẽ thâm nhập. Cũng như mình nhuộm đồ, nhuộm một nước đầu chưa thấm, nhuộm được nhiều lần mới thấm. Bây giờ tạm nhận như vậy, sau có dịp sẽ nhận thêm. Phần 3. Thời gian từ nhân thành quả. Nhân đã gieo ra thì không lên liền, phải có thời gian để thành quả.
nhưng cũng có lúc nó lên luôn vậy. Lý do mau chậm của nhân do những yếu tố sau đây. 1. Cơ duyên hội ngộ. Cơ duyên mà chưa có thì nhân không thành quả được. 2. Động lực khởi tâm mạnh hay yếu. Lấy thí dụ thông thường để dễ hiểu, hiện tại mình có hai ý muốn, hoặc đi ngủ hoặc đi nhậu, và hai ý muốn này bằng nhau. Giả sử ta phải chọn lựa giữa hai ý muốn trên, hoặc ngủ rồi chiều nhậu, hay đi nhậu rồi về ngủ, thì ý muốn nào mạnh hơn khởi tâm trước sẽ thành quả trước. Nếu gọi ý muốn là nhân và việc làm là quả, thì động lực nào mạnh sẽ thành quả trước vậy. Trong thí dụ trên, nếu mình thích uống rượu hơn ngủ, thì cứ đi uống rượu rồi về ngủ, hoặc ngược lại. 3. Hai động lực khởi tâm bằng nhau, cái nào có cơ duyên hội ngộ trước thì thành quả trước. Thí dụ ta muốn đi thành phố chơi và đồng thời cũng muốn đi lâm viên núi cấm chơi nữa. Hai ý muốn này bằng nhau, không ý nào hơn ý nào cả. Nếu có người nào có phương tiện rủ đi núi cấm trước thì ta đi lâm viên. Đó là do gặp cơ duyên thuận tiện trước nên nhân thành quả trước. Nhân đây là ý muốn và quả là việc làm. Có nhiều người làm ác mà tâm ác quá thì quả báo đến mau mắn lắm, hoặc là có cơ duyên hội ngộ thì trả ngay. Ví dụ có một ông nọ gieo thù kết oán với nhiều người mà đang có chức quyền, không ai làm gì ông ta được. Cái cơ hội không có cho người ta trả quả nên ông ta phải đợi đến lúc nhất thời mới trả quả. Do đó nên có thời gian mau chậm. Ta cũng thấy có người làm hung mà chẳng sao, đó cũng do ảnh hưởng nơi thời gian mau chậm và cơ duyên hội ngộ có hay không. Trong kinh Phật cũng có mẫu chuyện sau: có con chim bay đậu ở nhánh cây dưới, nhánh trên có trái chín rụng trúng đầu chim chết. Trong kinh có làm bài kệ sau: trái rụng không chờ chim, chim không tìm cái chết, cơ duyên hội ngộ thời, tự tác hoàn tự thọ. Hễ mình có nhân cơ duyên hội ngộ thì nhân thành quả. Con chim không đi tìm cái chết mà trái cũng chẳng chờ chim, trái chín nó rụng mà cơ duyên chim tới nên nó trả quả. Phần 4. Tiến trình nhân quả. Vì lý do mau chậm nên nhân quả có 3 đời. 1. Hiện báo là một đời trả, đời này gieo đời này trả. Còn có một loại nhanh hơn nữa là nhân quả đồng thời, như ta đánh vô mặt trống nghe cái thùng, gõ vô chuông nghe tiếng pon, chứ không phải chờ thời gian. Chỗ này người ta lầm mà không sợ nguy hiểm gì cả. Họ bảo nếu có nhân sẽ có quả thôi, chỗ nguy hiểm nào cũng đi không sợ. Hồi đó thời quân dịch, mấy thanh niên đi lung tung, bác gặp mới hỏi: có giấy tờ gì không mà đi vậy? Họ trả lời: có xin phép Phật rồi. Câu trả lời đó nghe thấy buồn làm sao, làm Phật vậy nhọc quá, vì theo giữ quân dịch cho họ cũng mệt luôn. Họ không biết có nhân quả đồng thời, tức lúc đó đi bậy bạ thì bị bắt. Như mình nói, nếu tôi không có nghiệp quả chết đói thì tôi không ăn cũng no, vậy đâu phải, nhịn là chết luôn đó. Hoặc là đau không uống thuốc, bảo rằng uống không hết bệnh được. Mọi việc gì đều có nhân quả, tại họ hiểu lệch đi. 2. Sanh báo là cách một đời trả, kiếp này gieo, kiếp sau trả, kiếp trước gieo, kiếp này trả. 3. Hậu báo là cách nhiều đời trả, một kiếp này gieo, 5-10 kiếp sau mới trả, hoặc rất lâu mới trả. Do nhân quả ba đời mà người ta lầm nhận và hoài nghi nhân quả, nhân này quả kia tách qua tách lại không trúng. Có cháu nọ than: sao con thấy có nhiều người tu hành rất là đức hạnh tinh nghiêm mà họ gặp toàn bệnh ngặt nghèo không à? Cũng như bác á, có ông chú giờ bị bán thân bất toại, liệt nằm chỗ, trông thấy thảm khổ làm sao á. Cháu nọ hỏi tiếp: ủa mà sao vậy chú? Bác trả lời như vậy: mình đừng lấy nhân này đắp sang quả kia nó không trúng. Thí dụ như năm ngoái người ta làm lúa trúng được 1,000+ dạ, nên năm nay người ta không làm nữa, đi nhậu nhẹt chơi mà cuối năm cũng còn dư được 100+ dạ. Còn ông kia năm ngoái không làm nên năm nay thiếu hụt, ráng làm đầu tắt mặt tối mà vẫn phải mượn gạo ăn. Thấy vậy mình nói ông dư 100+ dạ là nhờ ăn chơi thì không được. Còn ông kia tại ổng làm ruộng mới thiếu gạo ăn,
cũng không phải. Nhân quả đừng đắp lộn xộn vậy, nó không trúng. Vì lẽ đó có khi người ta trách trời hoặc hoài nghi việc tu hành, ổng tu quá chừng mà ổng bị sụi. Bởi vậy phải biết nhân quả ba đời cho rõ. Phần 5. Trợ duyên nhân quả. Đây là phần quan trọng mà bác hai muốn các cháu hiểu cho thật thâm sâu để có thể cải sửa được phần nào khổ đau của đời mình. Trợ duyên này là những dữ kiện giúp cho từ hạt giống đến thành quả, chứ không phải nằm trong bồ rồi lúa lên đâu. Cũng nhờ có đất nước, phân phước dung trồng nó mới lên được. Những cái như nắng, mưa, phân, phước, sự chăm sóc của mình gọi là phần trợ duyên. Còn nhân quả thì đã như vậy rồi, gieo hạt lúa thì lên cây lúa, cộng thêm phần trợ duyên nữa. Phần trợ duyên này ráng nhận cho kỹ. Các cơ hội để giúp cho nhân thành quả gọi là trợ duyên. Trợ duyên có nhiều thứ, cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả. Đây là nói về phần nội tâm. Thí dụ từ trước đến giờ mình định làm việc gì đó nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ có cơ hội thuận tiện, mình thực hiện việc đó nên gọi là cơ duyên. Thí dụ như hai người nào đó có hận thù truyền kiếp nhau không nhớ, không gặp nhau thì thôi, mà gặp nhau rồi sinh ra thương mến hoặc hận thù. Chuyện không đáng gì nhưng do duyên nghiệp trước nên đụng chạm chút ít mà sinh ra hận thù rồi trả quả nhau. Đó là cơ duyên thuận lợi làm cho nhân sinh quả. Hoặc lòng mình có ý nghĩ xấu, muốn làm gì mà không có cơ hội, giờ có cơ hội mình thực hiện nên cơ hội đó là cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả. Trong các cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả có hai thứ: tăng thượng duyên. Kinh nói tăng thượng duyên, nhưng không phải tăng không mà có thuận tăng và nghịch tăng. Thuận tăng là nâng lên và nghịch tăng là hạ xuống. Hãy đồng tính chất thì nó tăng và nghịch tính chất thì nó hạ. Thí dụ như hiện giờ mình có nhân xấu kiếp trước như gây gỗ giết người ta, giờ gặp chuyện không đáng gì mà cũng sanh gây gỗ cự nữ, bị họ cự với mình. Cơ duyên là như vậy, nó trợ duyên tại vì gặp nhau có chuyện đụng chạm mới sanh ra thù nghịch đó. Đó chính do kiếp trước có cái nhân không hay không tốt với nhau, nhưng giờ do tăng thượng duyên này làm cho tăng hoặc giảm. Nếu kiếp này mình mộ đạo tu hiền và khéo nhẫn nhịn thì người kiếm chuyện làm dữ với mình thấy mình vui vẻ nhận lỗi, nói lời hòa nhã thì chuyện tính làm 10 giờ chỉ còn 2. Trợ duyên nó có lợi là tăng thượng duyên, mà ở đây nó làm nghịch tăng, làm giảm quả xấu. Trợ duyên này nói rõ ra là nhân hiện tại, kiếp sống hiện tại của mình. Ngày mai mới hưởng quả, nhưng đồng thời bây giờ cũng làm duyên cho nhân quả trả dây của mình. Nó làm môi trường trợ duyên cho giống lành và nghịch duyên cho giống ác, làm cho giống xấu không nảy nở đầy đủ. Nhờ mình hiền quá, người ta đâu gây gỗ nhiều, lỡ nói ít tiếng rồi thôi. Ngược lại, giờ mình hung dữ không thua gì kiếp trước, thì chuyện đó họ tính nói phải quấy cho mình biết thôi mà lôi kéo đến đánh lộn. Chuyện người ta không tính làm lớn mà trở thành lớn. Tánh hung dữ của mình là xấu, gặp quả xấu nên nó tăng lên mà tăng theo chiều khổ. Nếu bây giờ mình tốt thì khác tính chất rồi nên nó giảm quả xấu. Nhân tốt tức hạnh kiểm của mình hiện tại trợ duyên cho quả hiện tại, đồng thời điểm nên làm giảm đi. Tánh mình tốt hiền lương sẽ làm giảm quả xấu và tăng quả lành. Thí dụ khác, người bạn có cảm tình với mình do cái nhân của thời trước. Theo luật nhân quả, thay vì họ giúp đỡ mình có 5 mà họ giúp tới 10 vì thấy mình tốt quá, lời nói tín nhiệm được, hạnh kiểm đáng thương. Trái lại, nếu phẩm hạnh hiện tại hay những hành động hiện tại của mình xấu, dù mình có duyên tốt, duyên lành giúp đỡ người ta lúc trước, nên kiếp này người ta thấy mình nguy, họ giúp trả ơn, mặc dù không nhớ nhưng tại nghiệp trước khiến như vậy. Nhưng nếu giúp bao nhiêu mình ăn nhậu cờ bạc hết, thì thay vì giúp 10 họ chỉ giúp 5 thôi. Hạnh kiểm xấu hay nhân hiện tại làm duyên cho cái quả hiện tại. Nếu thuận nó tăng lên mà nghịch thì giảm xuống. Chính cuộc đời bê tha nó làm giảm phước lộc, hay cuộc đời tu hành làm giảm quả khổ và tăng quả vui của mình. Nên hiểu cho rõ và tin sâu chuyện này thì những quả khổ đến mình đều biết làm giảm khổ. Như mình thiếu người ta 10 triệu mà họ chỉ yêu cầu trả 1 triệu thôi là nhẹ lắm rồi.
mình còn than vãn nữa là tại mình không biết. Thay giờ họ tính làm dữ với mình, có thể lôi ra làng xã mà mình tốt, hiền quá thì chuyện nó êm. Đó là làm giảm quả khổ và quả lành lại tăng. Hành động hiện tại làm đỡ cho đời sống của mình hay làm khổ thêm. Quả trợ duyên cho quả. Bây giờ nói rộng thêm, điều này cũng cần biết nhưng không quan trọng lắm. Hồi nãy nói nhân hiện tại làm trợ duyên, bây giờ đến quả hiện tại làm trợ duyên nhau. Việc này thì không cải sửa gì được. Thí dụ kiếp trước mình có hai cái nhân, một nhân nghèo khổ bỏng sẻn và một nhân đau ốm. Bây giờ mình gặp quả vừa nghèo vừa đau ốm. Hồi đó mình gieo nhân không tốt về sức khỏe cũng như tiền bạc, cho nên giờ mình vừa nghèo vừa đau bệnh. Hai cái quả này nó trợ nhau. Nghèo nên không thuốc thang đầy đủ, do đó đau ốm nặng thêm, mà đau ốm làm cho nghèo thêm. Hai nhân quá khứ giờ thành quả vượt khỏi tầm tay mình rồi, nên mình đành bất lực. Giữa quả và quả nó trợ lẫn nhau. Hoặc giả mình hay làm thuốc nam giúp người ta mạnh, nên giờ mình được mạnh khỏe. Hoặc mình lo ăn học hay giúp người khác ăn học, nên kiếp này trí tuệ thông minh. Muốn đi học đâu cũng được, hay rước thầy về dạy cũng được. Hai quả này trợ tăng theo chiều vui, còn lúc nãy là tăng theo chiều khổ. Như vậy ta nên gieo nhân như thế nào để các quả nó trợ trưởng cho nhau được tăng thêm. Bây giờ thêm một tầng nữa là mình có hai nhân đồng thời, một nhân lành là giàu có và một nhân xấu là bệnh hoạn. Bởi trước gieo nên giờ mình vừa giàu vừa đau bệnh, thì hai cái quả đó làm giảm lẫn nhau. Quả đau ốm làm giảm quả giàu có, vì đau thế nào cũng phải hao tài tốn của rồi. Quả giàu có làm giảm quả đau ốm, vì có tiền chữa trị đúng lúc cũng làm giảm căn bệnh. Hai quả khác tính chất làm giảm mà đồng tính chất thì làm tăng. Hoặc tăng vui hay khổ lên, vừa nghèo vừa đau ốm. Đau ốm làm nghèo thêm, mà nghèo lây lất nên đau thêm. Quả này quả nọ khác tính chất thì làm giảm lẫn nhau. Quả giàu có làm bớt quả đau ốm, quả đau ốm làm bớt quả giàu có. Đây là nói về tăng thượng duyên, nghịch tăng thuận tăng, mà tăng thượng duyên, nghịch tăng thuận tăng, mà quả với quả làm duyên với nhau, hoặc nhân với quả làm duyên với nhau. Nhân hiện tại làm duyên cho quả hiện tại, mà quả hiện tại thì thuộc về nhân quá khứ rồi. Hiện tại nhân lành làm giảm quả xấu hiện tại. Giờ hãy ráng nhận rõ chỗ này để mình tin tưởng nhân quả tăng giảm nhau được mà chọn lấy một con đường hạnh phúc. Nếu nhân hiện tại của mình là trợ duyên hoặc làm tăng hay giảm quả hiện tại của mình, thì nó tăng và giảm theo hai chiều, không gian và thời gian. Thí dụ mình có ác cảm nào trong tiền kiếp mà bây giờ mình phải chịu quả khổ, quả xấu, bị người ta kiếm chuyện gây gổ hay làm khó dễ mình, nhưng bây giờ mình hiền lành, tu hành, thì mình làm chuyện đó nhỏ lại. Họ tới gây gỗ tính làm dữ nhưng nhỏ lại. Đó gọi là giảm về không gian mà không kéo dài thời gian và chấm dứt thời gian. Còn nếu mình hung dữ gặp quả gây gỗ, mình cự lại họ tới mức thay vì họ muốn phân trần phải quấy làm rõ ra ai đúng ai sai, thì chuyện kéo đến việc đánh lộn, thậm chí ra tới làng xã và có khi xảy ra án mạng nữa. Đó là lớn về không gian và kéo dài thời gian, có thể nhiều kiếp còn oán hờn nhau nữa. Mình biết vậy thì ráng tu hành, có thể làm giảm cái khổ chẳng những về không gian mà còn thu ngắn về thời gian nữa. Chuyện không lớn ra mà còn chấm dứt sớm, không chừng còn nối hòa khí với nhau lại được. Còn nếu không thì nó chẳng những lớn về không gian mà còn kéo dài thời gian, có thể thù 5-10 kiếp nữa. Phần trợ duyên này quan trọng lắm, sau này có điều gì hoài nghi hỏi lại, bác hai sẽ giải thêm. Phần 6. Sự tương tục của nhân quả. Nhân quả liên tục với nhau, ta muốn bàn về đoạn nào thì cắt ngang đoạn đó, nên nó là vô thủy vô chung. Vô thủy là không có đầu mối, còn vô chung là không có mức cuối cùng. Nhân quả tương tục mãi luôn, một hạt giống hay sự kiện gì cũng gồm các chức năng, quả, nhân, duyên. Hạt lúa trong bồ hiện tại là quả của hạt lúa quá khứ và là nhân của hạt lúa tương lai, cho nên nó vừa là quả, vừa là nhân, đồng thời là duyên nữa.
Một sự kiện nào xảy ra cũng là quả của quá khứ, nhân của tương lai và duyên của hiện tại. Bây giờ mình ăn ở hiền lành để ngày mai hưởng quả vui, đó là nhân quả theo chiều dọc. Còn chiều ngang là hiện tại giảm quả khổ và tăng quả lành. Người mà có thiện cảm nhân lành với mình thì cái quả đó nó tăng thêm. Thay vì theo đúng nhân quả, họ chỉ giúp 5-3 năm thôi, mà tại mình tốt quá nên họ dám giúp tới 9-10. Cái nhân hiện tại làm duyên cho quả hiện tại. Chiều xuôi thì nhân sau này sẽ thành quả, còn chiều ngang là nó trợ duyên làm tăng hay giảm lẫn nhau những cái quả hiện tại, vì nó cùng sống chung hiện tại nên nó chằng níu nhau. Nhân là cái nhân hiện tại, quả cũng là quả hiện tại. Cái gì thuộc về quá khứ thì không bàn đến. Biết vậy, mình có thể làm cho cái quả tăng hoặc giảm, và mình yên tâm vui vẻ trả món nợ tiền khiên của mình, bởi vì mình biết người ta chế bớt nhiều lắm rồi. Mình làm lành mà gặp quả xấu là bớt nhiều lắm. Như cây đó chua, không ngon nên không thèm săn sóc nó nữa, còn bỏ khô, bới gốc nó. Năm nay nó được mấy thúng trái, vậy là ít lắm rồi. Nếu vô phân không biết nó có nhiều tới đâu nữa. Đời sống tu hành của mình là nhân tốt rồi, đương nhiên nó làm tăng quả tốt hiện tại và làm giảm quả xấu hiện tại. Lý do tại nó nghịch tính chất với nhau. Phần 7. Các cách gây nghiệp. Có 3 cách gây nghiệp dù lành hay dữ. Tự làm, xúi người làm, thấy người ta làm mà vui theo, gọi là tùy hỷ quả báo. Tự làm hay xúi người làm thì báo trả cho thân, vì khẩu nghiệp cũng thuộc về thân. Chẳng những mình làm thì báo trả cho thân, mà khẩu nghiệp cũng trả cho thân. Cho nên hai cái đó là báo trả cho thân. Còn thấy làm vui theo thì trả cho tâm ý, gọi là tùy hỷ quả báo. Tùy hỷ là vui theo, mà vui theo thì có quả báo. Người ta đâm con cá lóc bự, người ta mừng, mình thấy vậy cũng mừng theo, mặc dù mình không tham gia sát hại và ăn thịt nó. Sự vui theo này phải mang quả báo tùy hỷ. Mình không giết hại nên quả báo không trả cho thân mà trả cho tâm ý. Sau này ông đâm cá bị nạn gì thì mình cũng đau lòng. Giờ bác kể cho các cháu nghe chuyện này. Có một hôm Phật đi ngang nhà ông trưởng giả hay cúng dường cho Phật hàng ngày. Hôm nay ông ấy rất buồn, sớt bát cho Phật mà mặt không vui. Phật hỏi tại sao. Ông ấy nói: tôi có một đứa con trai duy nhất cưới vợ cho nó. Hai vợ chồng nó ra quê viên chơi. Vợ nó thấy hoa phượng dĩ trầm trồ khen đẹp quá, nó bèn leo lên bẻ cho vợ. Chẳng ngờ ngánh gãy, nó rớt xuống chết tốt. Tôi hoàng lại để mấy hôm không đành chôn, bữa nào cũng ra ôm quan tài mà khóc. Kính Phật, con làm nghiệp gì và con của con làm nghiệp gì mà bây giờ nó bị chết yểu và con bị khổ tâm như vậy? Con chỉ có một đứa con duy nhất, bao nhiêu tình thương con đều đặt vào nó cả, mà bây giờ nó lại chết đau thương như vậy, tại sao vậy? Phật trả lời: cách nay vô số kiếp, có 3 người lái buôn đi đường nắng quá nên vào gốc cây nghỉ mệt. Trên cành cây cao có con chim đậu và một thằng nhỏ bắn chim đến. Nó buông cung, chim rớt xuống. 3 ông bèn vỗ tay tán thưởng. 3 ông lái buôn nhờ phước lực nên sau này được địa vị cao quý trong xã hội. Một ông làm thiên đế ở cõi trời, một ông làm long dương dưới thủy cung và một ông làm phú gia ở cõi trần. Chính là ông đó. Thằng bé đó xin làm con ông, té cây chết bất đắc như con chim bị bắn. Trưởng giả hiện đang khổ, rồi mai đây nó xuống làm con của Long Dương cũng sẽ bị con chim kim xí điểu gấp ăn. Đó là con chim cánh vàng ăn rồng như gà ăn rít. Rồi Long Dương cũng sẽ khóc than như ông hiện giờ. Hồi trước các ông vui theo việc làm ác của người ta,
nó sát sanh thì phải chết yểu, còn mình vui theo thì phải đau khổ xót xa. Lúc đó mình vỗ tay khen chứ đâu hưởng được gì. Giờ nó chịu khổ mà nó là con mình, làm sao mình không khổ được? Vậy thấy người làm vui theo thì quả khổ trả về tâm ý, gọi là tùy hỷ quả báo. Bác hai thật không biết việc này, nhưng mà hồi nào tới giờ đi đâu thấy ai làm việc nghĩa thì bác hai mừng cũng như chính mình làm vậy. Vui quá đi chứ, không biết việc tùy hỷ quả báo. Sao xem kinh thấy mình cũng được hưởng nữa, gọi là quả báo tùy hỷ. Nếu mình vui theo việc lành thì được hưởng quả lành. Nếu người làm lành là con cháu thì mình cũng được vui theo quả lành ấy. Trong phần các cách gây nghiệp, trong giảng cũng có câu: chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, chẳng đợi đứng chủ trương mới tội. Và hễ lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Mình thấy người ta làm ác vui theo là lỗi ở lòng, không có thân khẩu, nhưng mà trả cho tâm ý thì mình cũng đau khổ vậy. Lỗi thân thân chịu giải dầu thì đành rồi, nhưng lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man, tuy riêng mà không riêng gì, thân lao khổ bất an lòng dạ. Lỗi thân mà thân lao khổ lòng không yên, và lòng âu sầu thân thể mòn hao. Mặc dù không lỗi thân, không trả báo cho thân, thân vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng lòng rầu rĩ quá khiến thân cũng mòn hao như người đau bệnh vậy. Do đó thân và tâm liên quan với nhau. Tóm lại có ba cách gây nghiệp: tự làm và xúi người làm thì báo trả cho thân, còn thấy làm mà vui theo thì báo trả cho ý. Trong tùy hỷ quả báo có nhiều việc mình không vui theo nhưng phải chịu cộng nghiệp. Thí dụ như mình không bằng lòng với việc chiến tranh, nhưng lính mình ở biên giới phải tranh nhau từng tấc đất giết kẻ địch để giữ gìn giang sơn. Mặc dù mình không quan hệ đến nhưng có cộng hưởng. Hôm nay mình ngồi đây bàn luận đạo đức thì bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ thân ngoài chiến trường biên giới, vậy mình phải chịu cộng nghiệp đó. Còn biệt nghiệp thì riêng, nếu sau này đất nước loạn ly, phải bỏ nhà bỏ cửa chạy giặc, nhưng mình không chết vì không dự vào việc sát sanh, nhưng mà cộng hưởng vào nghiệp đó. Phần 8. Nghiệp báo. Theo nhà Phật, nghiệp báo có 3 loại: hoa báo, quả báo và dư báo, đẳng lưu quả. Làm hung ác, đọa làm ngạ quỷ là hoa báo theo kinh. Xuống địa ngục hay lên thiên đàng là quả báo. Đầu thai trở lại làm người trả ngang nhau là dư báo. Việc thành ngạ quỷ thực ra mình không giải bày tới vì nó không chứng minh được. Còn hoa báo có thể hiểu như thế này: thí dụ mình mới làm ác nhưng cả chòm xóm đều cho mình là kẻ hung dữ. Bởi tiếng hung dữ nên mọi người đều nhìn mình với cặp mắt ghê sợ, đó là hoa báo. Chết rồi đọa địa ngục gọi là quả báo. Sau này đầu thai lên trả quả ngang nhau, đẳng lưu quả gọi là dư báo. Nghiệp báo kéo dài như vậy, khởi đầu mới làm ác là thiên hạ nguyền rủa rồi, đó mới là hoa báo thôi. Trong kinh nói chết làm ngạ quỷ. Mãn kiếp ngạ quỷ xuống địa ngục là quả báo. Mãn kiếp địa ngục lên làm người đụng chạm nhau là dư báo hay đẳng lưu quả trả ngang nhau. Có nhiều người hoài nghi thắc mắc nghiệp báo trả như vậy rồi có hết hay không. Thí dụ như kiếp trước mình bị nó đánh một thôi, hận thù đó còn, rồi kiếp sau mình đánh nó lại trừ, vậy là quê. Người ta hỏi bác hai, vậy rồi nhân quả có dứt hay không? Bác hai nói nó không có dứt đâu, cái này có chỗ nhận lầm. Có một người hỏi một vị tu sĩ: ông A đối xử bất hiếu với cha mẹ nên ổng bị quả là con ổng bất hiếu lại, vậy con ổng có tội không? Vị tu sĩ đáp: không tội. Và đưa thí dụ như sau:
Câu chuyện này do người xưa kể lại. Có ông trưởng giả nọ có hai người con, phá của ổng dữ lắm và chết sớm nữa. Ông thương con quá mới đi thiếp gặp con. Xuống gặp hai đứa con đang cởi ngựa đi, ông bèn nắm dây cương lại và kêu con. Đứa con nói: "Tôi không phải con ông. Ông thiếu nợ tôi nên tôi lên đòi mà chưa hết, còn 200 đồng nữa. Ông hãy giang ra." Nó quất cho một roi ngựa rồi giục ngựa đi. Ông về tức quá, đốt mã nó, trái lan qua rẫy bái người khác, thường đúng 200 đồng nữa. Ông đem tích đó ra nói: "Mà việc này cũng phi lý lắm. Nếu người con bất hiếu với cha mẹ mà không tội, vậy là loạn rồi. Bắt hai thì cho là không hết đâu. Không phải trả vậy là quề rồi hết, mà người con bất hiếu cha mẹ là tội. Cha mẹ bất hiếu với ông nội là chuyện của cha mẹ, còn con bất hiếu với cha mẹ là tội. Cái tội là do tâm vô ơn bạc nghĩa đối với cha mẹ, chứ không phải là quả báo của cha mẹ. Bác hai muốn kể cho các cháu nghe câu chuyện sao?" Có ông trưởng giả nọ không con, mà đa số những người giàu có thường quan trọng việc nối dòng. Ông liền cưới vợ bé. Bà vợ lớn không dám cản vì mình không con. Cưới được thời gian sau, bà vợ bé có thai. Từ ngày vợ bé có thai thì bà vợ lớn mừng lắm, ân cần săn sóc cho bà vợ nhỏ để bồi dưỡng thai nhi. Nhưng ít lâu sau, bà vợ nhỏ bị trụy thai mà luôn hai lần như vậy. Mấy bà bạn của vợ sau trưởng giả hỏi bà tại sao không có con. Bà vợ sau liền thú thật có chữa hai lần mà bị hư thai. Mấy bà bạn hỏi về cách đối xử của bà vợ lớn thì bà vợ sau cũng tình thiệt khen tốt bà vợ lớn, nhất là sự săn sóc chu đáo trong thời gian mang thai. Các bà bạn trách bà vợ sau quá thiệt thà, làm gì có chuyện vợ lớn thương vợ bé. Các bà bạn mách vợ sau là vợ lớn bỏ thuốc trụy thai vào thức ăn. Lần sau có thai thì giấu đừng cho bà lớn hay. Vợ sau tin theo, lần sau không cho hay, nhưng giấu tới giai đoạn rồi cũng phải lòi ra. Lần sau vợ sau bị hư thai rồi chết luôn, vì thai lớn quá, phá thai nguy hiểm tính mạng mẹ lẫn con. Trước khi chết, vợ sau oán và nguyện trả thù này. Rồi bà vợ lớn cũng chết, đầu thai làm con gà mái, bà vợ nhỏ đầu thai làm con mèo cái. Hễ mỗi lần gà mái đẻ ổ là mèo cái ăn hết trơn. Ăn hai ổ gà như vậy, và lần thứ ba nó ăn luôn con gà mái. Trước khi chết, gà mái oán nguyện trả thù này cho được. Sau này vợ lớn đầu thai làm con beo cái và vợ nhỏ làm con nai cái. Cứ mỗi lần con nai cái đẻ con là beo cái bắt ăn. Ăn được hai lần như vậy, đến lần thứ ba beo cái giật nai cái ăn luôn. Kiếp tế nữa, vợ lớn đầu thai là một cô thôn nữ, còn vợ nhỏ đầu thai làm con tinh ở xóm nọ. Cô thôn nữ có chồng về ngay xóm của con tinh ở. Cô thôn nữ có thai đẻ một đứa con. Con tinh không còn nhớ thù cũ, mà tại hoàn cảnh đưa đẩy nó ăn thịt người ta. Nó bèn giả ra người lối xóm vô thăm cô thôn nữ ẵm con rồi bắt ăn thịt. Lần thứ hai cô thôn nữ bàn với chồng về bên mình sanh, đợi cứng cáp hãy trở về vì cổ sợ con tinh rình bắt nữa. Chồng cô này nghe hợp lý nên đưa vợ về bên này sanh. Con tinh lùng sục kiếm hoài không gặp. Sanh được ít tháng con cứng cáp, cô bồng con cùng chồng trở về nhà cũ. Đi dọc đường gặp hồ nước mát, chồng cô dừng lại nghỉ và nhảy xuống hồ lội ra xa lắm. Con tinh từ xa đi đến, cô này kêu chồng không kịp vì lội quá xa hồ. Cô thôn nữ quảng hồn bồng con chạy vào tịnh xá chỗ Phật đang thuyết pháp nhờ Phật cứu giùm. Con tinh rượt theo tới tịnh xá thì đứng ở ngoài không dám vô. Phật cho gọi con tinh vào, nói hết tiền kiếp cho nó nghe và khuyên hai bên giải oan với nhau. Con tinh chịu và cô thôn nữ thì mừng lắm, bị ở trong thế yếu. Phật nói trước là chị em nên giờ cũng làm chị em với nhau và xóa thù cũ. Con tinh là loài quỷ thần nên biết rõ năm nào nước lớn, nước nhỏ, mưa hạn. Mà nông dân biết rành việc đó thì dễ sống và dễ làm ăn lắm, vì đó thuộc về nông nghiệp. Dân làng lập miễu thờ con tinh, lâu lâu cúng trái cây cho nó. Đáp lại, con tinh báo hiệu trước thời tiết mùa màng cho dân làng làm ăn. Nhờ vậy mà làng đó được khá và nhân quả đến đây chấm dứt.
Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái, giờ đánh lại một cái là huề. Thực ra không có huề, vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa. Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước, là nhân của hột lúa ngày sau. Như vậy nó luôn chuyển hoài, chỉ khi nào lòng mình dứt, cởi mở bằng lòng, thôi thì mới hết đặng. Một người con bất hiếu với cha mẹ, con của người đó bất hiếu lại, mà nếu nó không tội là loạn, lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước? Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết. Thí dụ như bây giờ mình không quán, cởi mở hết, dù mình bị oan ức việc gì đó, thì kẻ thù kia không bị mình trả, nhưng họ phải tự trả. Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ. Do đó, nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt. Còn nếu đối phương tự ôm lòng oán hận thù thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả. Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ, nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả. Có lần Phật nhức lưng, người ta hỏi lý do tại sao thì Phật cho biết như vậy. Hồi trước, có lần Ngài đầu thai sanh trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài. Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài giờ thua đi, hắn sẽ để tiền độ cho ăn. Hợp đồng xong, đến chừng xong trận đấu, hắn không giữ lời hứa, lấy hết tiền độ không chia cho Ngài. Sang năm sau, hắn cũng quỵt của Ngài nữa. Qua năm thứ ba, hắn cũng thảo luận, nhưng Ngài không chịu, bảo thân ai nấy giữ, không giả thua để hắn ăn nữa. Trận này, Ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết. Vì vậy, Ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu, trả quả. Cho đến giờ đã chứng quả Như Lai rồi, mà còn dư báo bị hành nhất lưng. Tóm lại, nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân, gọi là nghiệp chướng, tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành hay hạnh phúc của mình. Còn tâm trả về cho ý, gọi là phiền não chướng, làm cho lòng mình buồn bực khổ sở, trả về tâm thần. Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau, như đã nói lúc nãy. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Âu sầu mê man là phiền não chướng, còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng. Tuy riêng nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thân lao khổ bất an lòng dạ, mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá cũng dày mòn cơ thể. Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh xã hội, là các môi sinh. Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa, mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt Cửu Long Giang này, cây lành trái ngọt, trên cơm dưới cá, mình hưởng chung những y báo này, còn bản thân mình thì nghèo. Chánh báo là trả cho bản thân, còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp. Làm ăn mày dùng Hậu Giang này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq. Ban ngày nóng 40 mấy độ, còn ban đêm thì tuyết rơi, gọi là thời tiết khắc nghiệt dùng Trung Đông. Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có. Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp. Cái nghiệp cũng như cái nếp, mình kéo ra nó thẳng, buông lại nó nhăn, y cái nếp gọi là nghiệp. Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp. Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực, đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình, chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được. Dầu vua chúa có ban là do nghiệp lành mình chiêu cảm. Ông vua Ba Tư Nặc thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo. Hôm đó nhằm ngày đãi tiệc trong hoàng cung, các công chúa tụ họp lại rất đông. Nhà vua bèn hỏi: "Các con được hạnh phúc như vậy là nhờ ai?" Các công chúa trả lời: "Nhờ phụ hoàng và mẫu hậu, nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu mà các con mới được như vậy." Riêng có một cô công chúa đáp rằng: "Con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con." Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó. Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm, chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết. Cậu ta làm không đủ sống, đến mức phải đi ăn xin. Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác xơ. Vua Ba Tư Nặc kêu gả công chúa cho cậu công tử đó, cho của hồi môn, theo chồng, theo tục cổ xưa của người Ấn Độ. Nàng công chúa ôm của hồi môn của vua cho theo chồng. Nàng hỏi chồng: "Anh có giường đất gì không?" Chồng nàng đáp: "Bán sạch hết rồi, chỉ còn một miếng đất rộng nhưng cằn cỗi nên người ta chê không ai chịu mua hết."
Công chúa nói: Thôi, mình về đất nhà kiến tạo lại đi. Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất, bất ngờ đào gặp một số vàng lớn. Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự. Về danh nghĩa đó là dinh của phò mã chứ không phải thường. Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao. Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được, cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào. Thấy con quá giàu có, vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe. Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời: Đúng vậy, người ta sống theo nghiệp của mình, không phải vua ban hay trời làm mà được. Tự nhiên nó như vậy. Vua Ba Tư Nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo. Hôm đó ông đang ngủ trưa, thức dậy nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện. Tên thứ nhất nói: Đời tao sống nhờ vua, vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua, sống nhờ với vua. Tên lính thứ nhì nói: Tao nghĩ không phải vậy, con người sống là do nghiệp lực của mình, chứ ai mà ban bố cho mình được. Ông vua muốn ban thưởng cho người lính thứ nhất, nhưng ban thưởng một cách kín đáo không cho ai biết. Vua nói với hoàng hậu: Trưa nay tên lính nào đem đến nửa chai rượu của ta cho hoàng hậu dùng bữa thì hậu cho nó tiền bạc gấm dốc cho nhiều, đặng vợ con nó lập nghiệp sinh sống. Trưa hôm đó, vua dùng cơm xong liền đưa nửa chai rượu cho tên lính thứ nhất và bảo đem đưa cho hoàng hậu. Không cho biết việc gì cả, mà hoàng hậu cũng không biết lý do nào vua ban thưởng cho tên lính. Tên lính thứ nhất xách chai rượu ra cửa thì bỗng dưng say sẩm chóng mặt, chảy máu cam không đi được. Hắn bèn kêu bạn lại nói: Mày xách giùm tao chai rượu đem đưa cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu bèn lấy vàng bạc gấm dốc giải sồ cho nó, bảo đem về cho vợ con xài. Vua thử một cách kín đáo như vậy. Thời gian sau nghe lại, tên lính được thưởng là tên lính thứ nhì. Tên lính nói sống nhờ nghiệp chứ không phải tên lính thứ nhất. Vua giận mới kêu tên lính thứ nhất lại hỏi: Ta sai ngươi, tại sao ngươi lại sai ngược lại bạn của ngươi vậy? Tên lính thứ nhất thưa: Dạ thưa, con không dám như vậy đâu, vì vừa bước ra khỏi cửa con bị say sẩm chóng mặt, sợ trễ bữa ăn của hoàng hậu nên con mượn bạn con đi thế giùm. Vua đem việc đó nói với Phật. Phật nói: Đúng vậy, nó sống do nghiệp nó chứ không phải vua ban hay trời Phật ban mà được. Vậy nghiệp lực nó giúp cho mình tiến bộ hay làm cản trở đường tiến hóa của mình, như nghiệp chướng và phiền não chướng. Phần 9. Sự nặng nhẹ của nghiệp thiện ác. Nghiệp mà mình gây ra cũng có nặng có nhẹ. Bất cứ nghiệp gì của mình gây ra, lành hay dữ, đều có nặng nhẹ và phân ra làm ba: thượng, trung, hạ. Nghiệp lớn, nghiệp vừa và nghiệp nhẹ hơn hết. Ba cái nghiệp thượng, trung, hạ đó, mỗi cái còn phân ra làm ba lãnh vực là ngoại cảnh, nội tâm và thời gian khởi tâm. Còn có vấn đề nữa là có khi ý nặng mà thành quả nhẹ. Người ta muốn thuốc chết hết cả nhà, kẻ thù lén để thuốc độc vô đồ ăn nhưng khiến chủ nhà chưa ăn, con chó nhảy vô ăn bị chết nên chủ nhà phát giác ra không ăn bữa cơm đó. Cái ý rất là nặng mà thành quả nhẹ. Còn đôi khi ý nhẹ mà thành quả nặng. Mình luyện cái tô bể qua cửa sổ, chẳng ngờ chúng người ta bể đầu. Học hiểu sự nặng nhẹ của nghiệp để mình biết rõ nhân quả. Một, ngoại cảnh. Lấy thí dụ đơn cử việc sát sanh, nghiệp sát để làm đại diện cho tất cả các nghiệp khác. Nếu mình sát lớn thì tội lớn, mà sát nhỏ thì tội nhỏ. Mình sát hại bậc đại phước điền là bậc chân tu hay người ơn, cha mẹ của mình thì tội lớn lắm. Nếu mình giết một con vật thì cái ác nó ít, mà nếu mình giết cha, giết mẹ thì cả thế gian nguyền rủa. Việc đó lớn chứ không phải tánh mạng ai cũng vậy. Giết một người thù
Một tên giặc cướp đất nước của mình nó khác, còn giết một người ơn, tội lớn hơn. Đó là đối về ngoại cảnh mà Phật gọi là những bậc đại phước điền. Người chân tu, người ơn của mình, người có phước đức lớn mà mình hại người ta là tội lớn. Còn giết đồng đẳng chúng sanh thì tội bậc trung, và giết hạ đẳng chúng sanh thì tội bậc hạ. Giết con chó thì tội không ngang với giết cha mẹ được, cho nên phần ngoại cảnh tác động vào thượng trung hạ của nghiệp như sau: giết lớn thượng đẳng chúng sanh thì tội lớn, giết vừa đồng đẳng chúng sanh thì tội vừa, giết nhỏ hạ đẳng chúng sanh thì tội nhỏ. 2. Nội tâm. Về phương diện nội tâm thì có sân hận, cố ý giết là tội lớn, không sân hận mà cố ý giết thì tội bậc trung. Như một người đi lính vì bổn phận chống trả kẻ xâm lăng, chớ lòng không sân hận, cũng cầm súng giết giặc, vậy thì tội bậc trung. Một người giận con chó phang cây ngay nó, người ấy tại giận mà phang, chứ không biết rằng cái phang đó làm con chó chết, thì tội bậc trung vì không tính giết nó. Vô tâm mà ngộ sát thì tội bậc hạ. Đây là phần nội tâm và thượng trung hạ của nghiệp. Có người không sân, không cần cố ý mà gặp con gì cũng giết, chặt đuôi, cắt cánh. Đó là do tâm thuần ác rồi, không đợi đến sân mới làm. Bởi do tánh quen rồi, đó là tội nặng. Tuy nó là nội tâm không sân mà cũng không cố ý, tại tâm quen thuần ác nên gặp là giết. Còn gặp người khác hay giúp đỡ gọi là thuần thiện. Tuy nội tâm không cần vận dụng tâm ý cho lắm, nhưng thuộc về thuần nên tội lớn mà phước cũng lớn. Còn vô tâm mà ngộ sát là tội bực hạ. Xe hơi lỡ cán người ta chết án có mấy tháng, còn người cố ý đâm người ta chết án tới mấy chục năm. Đó là sự việc thực tế chứ không thuộc về giới luật hay tôn giáo gì cả. 3. Thời gian khởi tâm. Về việc làm, nếu cố ý và vui với thành quả thì tội lớn. Thí dụ như mình tổ chức một cuộc đi săn, bước đầu ai cũng hăng hái hết, rồi khi săn được mồi nhiều rất mừng và vui vẻ ăn tiệc nữa. Nếu vui với thành quả sát hại thì tội lớn. Lúc đầu cố ý nhưng sau hối hận thì tội bực trung. Lúc đi săn ai rủ cũng mừng, nhưng giết con mồi rồi nghĩ lại tội, hối hận thì tội giảm đi phân nửa. Còn vô tâm ngộ sát mà sau lại hối nữa thì tội nhẹ hơn hết. Mình vô tâm đụng người chết hay đạp con vật gì chết, sau mình hối tiếc tự nhủ phải mình cẩn thận chút nữa thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này, thì tội nhẹ nhất. Đây là đơn cử nghiệp sát. Còn tất cả các nghiệp khác cũng vậy, dầu nghiệp ác hay nghiệp lành. Mình làm lành với bậc thượng đẳng chúng sanh, như là nuôi cha dưỡng mẹ, giúp đỡ người tu hành, hoặc cứu một ông vua thì được phước lớn lắm. Bằng ngược lại, làm ác với bậc thượng đẳng chúng sanh như xúc phạm ông vua thì mang quả lớn. Đối với bậc thượng đẳng chúng sanh, dầu ta làm thiện hay làm ác thì phước và tội đều lớn cả. Chuyện này thì cũng hợp tình hợp lý lắm. Còn đồng đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc trung, hạ đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc hạ. Đứng về phương diện tha thứ, lấy tâm đức thương xót mà tha thứ cho chúng sanh, hễ ta tha hạ chừng nào thì đức của mình lớn chừng ấy. Mình nói tha cho người lối sớm, chứ mình không tha chưa chắc mình giết họ nổi hay họ giết mình. Còn đối với con vật nhỏ nhen, mình giết nó giờ nào cũng được, nhưng mình thương nó, tha nhỏ lại đức lớn. Còn mình nói tha cho ông vua, chớ chưa biết chắc là ai tha cho ai. Con kiến mình muốn giết lúc nào cũng được, vì nó không có tư cách pháp nhân. Nhưng mình không nỡ, mình phủi nhẹ cho nó đi, chớ giết nó thì dễ dàng. Có đức lớn làm việc nhỏ này mới được. Nó có chiều ngược chỗ này. So sánh giữa nghiệp sát và tâm đức, ta thấy trái ngược nhau. Sát lớn thì tội lớn, sát nhỏ thì tội nhỏ, tha nhỏ thì lại đức lớn. Một người bằng mình, ngang hàng với mình, nói tha không giết thì chưa chắc là ai tha ai. Hiểu được sự nặng nhẹ của nghiệp sát, nghiệp lành dữ này giúp cho mình biết làm sao cho nhẹ bớt lại, đỡ đi dầu cũng làm y như họ vậy. Hai người lính cùng đi đánh giặc, một người thì cố ý nóng giận, có khi giết được giặc rồi còn mổ bụng nữa. Bề nào tên giặc cũng chết rồi, nhưng cái ác của người đó lớn. Còn một người cũng đánh chết giặc như vậy mà không có ác tâm thì tội nhẹ hơn.
biết sự nặng nhẹ để tránh hoặc làm nhẹ bớt các nghiệp lỡ làm ra. Thí dụ mình vui vẻ đi săn với người khác, săn rồi thấy một đống chim hay đống thú chết, mình cảm thấy đau lòng và hối hận về việc đi săn vừa qua thì tội nhẹ lại. Có người thắc mắc hỏi, ăn một con cá lớn và một tô tép nhỏ thì cái nào tội hơn? Đây bác hai không trả lời, nhưng bác cho biết là sát lớn tội lớn, sát nhỏ tội nhỏ, sát ít tội ít, sát nhiều tội nhiều. Trong nghiệp sát còn có vấn đề tinh thần nữa. Nếu ta giết loài hiền hoặc khôn ngoan thì tội hơn là giết loài ngu đần hoặc hung dữ. Mình giết một người tu và một tướng cướp thì hai vấn đề đó khác nhau hẳn. Kẻ hung dữ nếu mình giết thì tội ít hơn là người hiền lương. Loài thú cũng vậy, nếu loài nào tiến quá nhiều mà mình giết thì tội nhiều vì nó biết đau khổ nhiều. Có câu chuyện vào mùa hạn, một nhóm người đi đồng dưới lung cạn, lá sen nằm xốp lớp, lại có một lá cứ phập phồng lên xuống. Nhóm người nọ nghi mới lấy chĩa xơm xuống thì bắt được một con sấu trắng tươi nằm sâu khoảng 2 thước. Con sấu này nằm trầm dưới sâu đặng tu. Họ bèn kéo sấu về làm thịt ăn. Về sau số người ăn thịt sấu thì tan quan hết, có người chết, có người đi biệt xứ. Số người này ăn nhầm con sấu tu tiến quá lên nên tội lớn. Cũng như vậy, nếu người ơn của mình hoặc bậc thượng đẳng, bậc hiền lành mà mình xúc phạm tới thì tội hơn là kẻ dữ, kẻ ác. Phần 10. Quân tập chủng tử. Hành động là sản phẩm của tư tưởng, là kết quả của ý tưởng mình. Vì vậy, nếu mình thay đổi các tư tưởng tốt, bỏ các tư tưởng xấu thì gọi là quân tập chủng tử. Quân tập chủng tử gồm có quân sanh, quân trưởng và hiện hành. Quân sanh là mới khởi ý tưởng, quân trưởng là ý tưởng đó chín mùi và hiện hành là thực hiện việc đó. Thí dụ như mình thấy người ta tu hiền lành mà thảnh thơi an vui, hiện giờ mình chưa tu, mình thấy thích thì đó là mình quân tập chủng tử tốt trên đường tu chứ chưa tính tu. Việc đó lặp đi lặp lại hoài, mình có ý tưởng khi nào rảnh sẽ tu. Khi quân trưởng đã lớn lên, ý chí được nung đúc nhiều lần, ý tưởng đã chín mùi, hột giống đã già rồi, thì sinh ra hiện hành là mình đi tu. Lúc đó, quân sanh và quân trưởng trở thành hành động. Mình thấy việc gì mà có ý muốn là khởi quân tập chủng tử. Khi nãy nói đến thiện ác là nhân sanh quả, bây giờ nói sâu hơn, sở dĩ mình làm việc đó tại vì có chủng tử quân tập trong tâm hồn mình. Quân tập một lần thì chưa thành quả, mà phải nung đúc trưởng thành lên mới sinh ra hiện hành, tức là hành động kết quả của tư tưởng của chủng tử. Hiện hành rồi thì việc này nó trở thành nhân, rồi hậu quả của hiện hành là quả. Nhân quả liên tục như con gà đẻ ra trứng gà, rồi trứng gà nở ra con gà, không việc nào trước, việc nào sau, liên tục hoài, không chấm dứt. Sở dĩ có quân tập chủng tử là do cảnh sanh tâm. Có một ông bị bắt giam, thấy cảnh tù đài mới nhớ lại tại mình phạm pháp giờ phải bị tù. Nếu mình tu hiền như mấy người bạn hiền, giờ lo học đạo, làm rẫy bái yên vui, đâu phải lo cải sửa. Đó là cách quân tập chủng tử do cảnh sanh tâm. Chủng tử này lớn dần chín mùi, sau đó ông này quyết định đi tu, tức sinh ra hiền lành, tức tâm sanh cảnh. Hai việc này trái ngược nhau, lúc trước cảnh sanh tâm, còn giờ là tâm sanh cảnh. Mình mến đạo quá, nhất định ngày nào đó mình sẽ đi tu. Hai người ăn trộm đều bị bắt bỏ tù. Một người thì nghĩ tại mình đi theo con đường xấu, nếu tu thì đâu phải như vậy, giờ phải cải sửa lại, đó là quân tập chủng tử tốt. Còn người kia nghĩ mình dở, đi không khéo, lựa không đúng giờ và điều nghiêng không kỹ nên mới bị bại lộ, sao phải điều nghiêng lại cho kỹ. Họ cũng quân tập chủng tử, nhưng đây mới chỉ là hạt giống, thực ra cũng là kết quả của quá khứ, của quá trình của mình. Mình có tâm hướng thiện hay tâm hướng ác thì ngay giờ mình quân tập chủng tử cũng theo hướng đó vậy. Cũng nói trong chiều sâu, người tu nếu lưu tâm đến quân tập chủng tử sẽ khỏi bị kết quả xấu. Đó cũng là lý do chuyển họa thành phước. Tuy ở trong tai họa bị giam cầm hay đau ốm, nhờ quân tập đó mà trở lại con đường lành.
chuyển họa làm may hay chuyển họa làm phước là vậy. Hoặc ngược lại, trong cái phước đó mà thành họa, như hồi trước mình làm việc phước, giờ giàu có, tính gì được nấy, làm gì thành công đấy. Trong hoàn cảnh đó, mình đâm ra tự đắc, nghĩ mình có tài nên tính việc làm xấu cho mau phát đạt hơn. Người có uy thế và tiền bạc rất dễ làm ác, bởi thế quân tập chủng tử xấu thì chuyển phước thành họa. Tóm lại, tùy theo quân tập chủng tử tốt hoặc xấu mà ta có thể chuyển họa thành phước hoặc chuyển phước thành họa. Giờ ta thử xét xem chủng tử xấu có diệt được hay không. Chúng ta đã biết cách quân tập chủng tử rồi, hoặc tốt hoặc xấu, mà những chủng tử xấu lỡ quân tập rồi, chúng ta có thể diệt được hay không? Trong sách nhà Phật, muốn diệt những chủng tử xấu thì phải luôn luôn quân tập những chủng tử tốt đối nghịch, đối lập với nó, không để nó sinh ra hiện hành. Một là không để chủng tử xấu sinh ra hiện hành, hai là quân tập chủng tử tốt để nó trấn áp lại. Thí dụ, đánh người ta lỡ rồi muốn đổi quả xấu thì khó, chứ còn nghĩ muốn đánh nó mà chưa đánh thì đổi lại được. Nhân quả đổi được ở chỗ nội tâm. Đánh người ta rồi nói về để đổi lại thì không được. Nó còn ở trong chủng tử thì dễ đổi. Nếu mình gây nghiệp quả bất lành thì đời đời kiếp kiếp biết khi nào yên được. Mình nên tha thứ nhau bằng cách quân tập chủng tử tốt lại, đối nghịch để diệt chủng tử xấu. Nó quân sanh mà không được quân trưởng thì từ từ hột giống non xấu đó sẽ úng luôn, không thành hình được và không lên được. Khi một chủng tử sanh ra hiện hành rồi thì nó có sức tự biến. Nhiều tự biến giống nhau thành ra cộng biến. Hễ tự biến thì có biệt nghiệp, mà biệt nghiệp thì có biệt quả. Còn cộng biến thì cộng nghiệp, mà cộng nghiệp thì cộng quả. Thí dụ trước kia nhà mình chứa bài, giờ mình quân tập chủng tử lành tốt hơn. Chừng chủng tử sinh ra hiện hành là mình nhất định tu, thì nó có sức tự biến, là ngôi nhà đó không còn gọi là nhà chứa bài nữa, mà gọi là nhà tu. Gia đình đó giờ gọi là gia đình tu hành. Nó có sức tự biến đổi hoàn cảnh của mình đi. Sức tự biến đó thành ra biệt nghiệp của mình, rồi có biệt quả. Nhiều cộng biến giống nhau, tương đồng với nhau sinh ra cộng nghiệp. Cho nên các bậc cứu đời cũng dùng sức tự biến riêng của mình mà gây nên cộng biến. Mình tự làm sáng tỏ đạo đức nơi lòng mình rồi, đem điều đó ra phổ hóa cho nhiều người đồng hưởng ứng, việc đó thành ra cộng biến. Nhiều hiện hành giống nhau, nhiều tự biến giống nhau gây thành cộng biến. Người ta nói xóm đó là xóm đạo, làng đó là làng đạo, xứ đó là xứ đạo, do nó có sức biến đổi. Hễ cộng biến thì có cộng nghiệp và cộng quả. Thí dụ trong việc loạn ly là cộng nghiệp, ai cũng phải chạy, cũng phải tan nhà nát cửa. Nhưng mà trong cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng. Có người chạy đi rồi về trở lại thấy nhà cửa còn nguyên, đồ đạc không thất thoát, không bị thương tích. Có người về tan hoang hết sự nghiệp, bị thương tích què quặt tật nguyền. Có người sự nghiệp còn nhưng bị thương tích. Cùng chung một cảnh loạn ly là cộng nghiệp, nhưng trong đó có biệt nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp dung hòa nhau và trả chen với nhau, chứ không phải ai cũng giống như nhau. Bậc siêu nhân cũng dùng sức tự biến của mình để khơi lên sức tự biến của quần chúng. Tự biến làm nên cộng biến để có cộng nghiệp làm thay đổi thế giới, chứ một mình không làm được việc. Thánh nhân cũng thay đổi được thời thế, không phải nhờ ở phù chú hay phép tắc gì, mà nhờ dùng sức cảm hóa tất cả mọi người chung quanh mình, đồng thời có một tư tưởng quan niệm, một đường hướng để gây thành cộng biến đó. Trong 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy, có phẩm tứ chánh cần là bốn điều rất cần thiết và cũng rất khế hợp với nhân quả. Việc ác chưa sanh đừng cho sanh. Mình chưa quân tập thì đừng quân tập, đừng cho nó sanh ra. Việc ác đã sanh, mau đoạn dứt. Lỡ quân tập chủng tử xấu rồi phải trừ, phải mau chấm dứt nó bằng cách quân tập chủng tử ngược lại. Việc lành chưa sanh, hãy mau sanh. Mình chưa có chủng tử tốt, hãy mau quân tập cho có. Có chủng tử tốt mới có việc làm tốt được. Việc lành đã sanh, hãy tăng trưởng. Đã có chủng tử tốt
hãy phấn đấu làm cho nó tăng trưởng thêm lên. Đây là bốn mục chánh yếu mà Phật dạy trong tứ chánh cần. Nó cũng như nhân quả, mà nhân quả ở chiều sâu, từ tư tưởng sanh ra hành động. Tứ chánh cần này cũng liên quan đến quân tập chủng tử. Chủng tử là hạt giống để sanh ra kết quả tốt. Đến đây bác hai tạm kết luận về nhân quả. Học hiểu tỏ tường luật nhân quả, chúng ta sẽ được những việc sau đây. 1. Không tạo ác nghiệp, dựng chí tu tiến. Mình biết rõ mình là chủ nhân ông, số kiếp của mình thành ra vững vàng, tu tiến không tạo nghiệp ác, vì tạo thì nhận quả khổ. Do đó, dù lợi lộc bao nhiêu cũng kiên quyết không tạo nghiệp ác, dựng chí tu tiến, dù gian nan cách mấy, vì mình biết rõ nhân nào quả nấy. 2. Không tự hào lúc giận thới. Trong lúc mình may mắn, được thời cũng không tự hào, vì mình biết đó là nhân quả, không ỷ lại tài và không tự đắc. 3. Không oán than cơn bỉ cực. Mình tu hiền, không gây gổ với ai, lúc nào cũng nhịn, mà họ còn mắng mình như vậy cũng là ít. Nếu mình hung dữ, có khi còn xảy ra việc đánh lộn hoặc tới mức nào nữa. Nó lớn về không gian và kéo dài thời gian nữa. Việc nhỏ thành ra việc lớn và kéo dài tới kiếp sau. Mình biết vậy nên vui trả món nợ tiền khiên, vì nó giảm rất nhiều và không phiền trong tâm. Mình thiếu nợ 10 triệu mà chỉ trả 1 triệu là huề thì không còn gì phải mặc cả. Nếu không tu thì không biết trả đến mức nào nữa. 4. Không mê tín dị đoan. Mình biết mình là chủ nhân ông của đời mình rồi nên không mê tín. Con người sống nhờ nghiệp riêng của mình chứ không phải do trời hay vua chúa ban cho được. Chính mình chủ động trong cuộc sống của mình. 5. Biết cách làm giảm quả khổ và tăng quả vui. Về phạm vi trợ duyên, việc tu hiền của mình hiện tại gây thành môi xinh đẹp trợ duyên cho giống lành tăng và hạ giảm giống khổ. Chính cái hạnh kiểm hiền lành của mình sẽ làm giảm quả khổ và làm tăng thêm quả vui. Nếu có bạn lành, không biết tiền kiếp có duyên nghiệp với nhau như thế nào mà bây giờ thấy nhau thương yêu giúp đỡ nhau, thay vì giúp đỡ có 5 phần mà giúp mình tới 10 phần, vì hiện giờ thấy mình hạnh kiểm quá tốt, đó là tăng quả vui và giảm quả khổ. 6. Biết cách xây dựng tương lai theo ý muốn. Biết rõ nhân quả nên mình biết cách xây dựng tương lai bằng cách gieo nhân tốt hiện tại để hưởng quả về sau. Nếu mình trồng ớt mà muốn trổ trái cam thì việc đó không có được. Muốn ăn cam thì gieo cam, muốn ăn ớt thì gieo ớt. Biết xây dựng tương lai theo ý muốn của mình. Học nhân quả xong rồi, chúng ta hãy quyết định trước khi làm điều gì, hãy xem xét đến hậu quả của nó. Ta xem xét việc đó có hậu quả thế nào, rồi hãy bắt đầu làm. Giờ xin bàn luận rộng thêm một hai câu chuyện vui về nhân quả. Có người hỏi bác hai như sau: Bác hai, mình đau rồi mình uống thuốc cho mạnh, không biết có sai việc nhân quả hay không bác? Bác hai trả lời: Nhân quả mình có thể làm tăng giảm, được nói về phần trợ duyên. Bác nói một cách cụ thể hơn: Hồi mình gieo nhân khổ, tại vì mình ngu nên mới gieo nhân ác gặp quả khổ. Giờ mình khôn rồi có thể làm nhẹ lại, vậy nó cũng hợp với lẽ phải, hợp với nhân quả. Mình hiểu rành rành nhân quả, nó có nhiều cái lợi lắm. Mình biết cách xây dựng tương lai, tránh bớt các nghiệp khổ. Nếu có phạm tội, mình cũng biết cách làm cho nó nhẹ đi. Có một quyển kinh kể lại chuyện đối đáp giữa nhà vua và một vị hòa thượng như sau. Vị hòa thượng nói: Mình thông hiểu luật nhân quả, giờ mình có phạm tội nó cũng nhẹ. Vua bèn nói: Vậy những người nào biết luật mà phạm luật thì trẫm không phạt nặng, còn những người không biết luật mà phạm luật thì phạt nặng hơn hay sao? Vị hòa thượng không trả lời câu nói đó mà hỏi lại nhà vua: Một người biết lửa nóng và một người không biết lửa nóng, vậy hai người cùng bọc lửa thì ai phỏng nặng hơn? Người không biết lửa nóng phỏng nặng hơn. Vị hòa thượng nói:
cũng như mình đã học qua sự nặng nhẹ của nghiệp sát, cùng là một công việc mà người tội nặng người tội nhẹ. Do đó học nhân quả có lợi, làm mình tránh bớt đi những nghiệp nặng nề của mình. Ở đời nhiều khi không thể không làm những nghiệp sát. Thí dụ như làm ruộng phải xịt sâu, phun thuốc sát trùng chẳng hạn. Những việc này không tránh được. Nhưng người hiểu luật nhân quả có thể làm giảm đi những quả báo khổ, cái nhân ác của mình. Bác Hai có người bạn là anh Hai làm ruộng, giết cua dữ lắm. Những con cua nào ở trong ruộng ảnh thì ảnh mới giết. Còn đi dọc đường gặp cua hay cua ở chỗ khác thì không động tới. Ảnh thường nói nó không dính líu tới mình, thì mình giết làm chi? Kẹt lắm nó ở trong ruộng mới phá, mới bắt giết nó thôi. Còn có những người cứ gặp cua là đập là bắt, không cần nó ở ruộng ai và từ đâu đến, vì họ quán nó. Thành ra nếu mình biết việc tội phước mà dạng nhất phải làm chuyện tội, thì kẹt lắm cũng làm chuyện đó trong giới hạn nào cho nhẹ bớt đi. Đây là một đoạn văn dần tóm tắt về nhân quả. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Luật nhân quả rất tự nhiên, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sanh. Hiền sanh mọi việc an lành, hung nở mọi việc tan tành đau thương. Cho nên cần phải hiền lương, dù rằng gặp phải những trường hợp nào. Thanh Sĩ. Khái niệm về nhẫn nhục. Lời ngỏ. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi có dịp may gặp gỡ quen biết bác Như Sanh, một tín đồ Phật giáo hòa hảo, cao niên, lòng rất vui mừng, ngưỡng mong học hỏi ở bác phương pháp tu hành mau đạt kết quả. Nhưng chúng tôi đã thất vọng vì bác không mấy khi dạy mà thường khuyên nên xem sám kinh để tu theo. Tuy nhiên, thỉnh thoảng được nghe bác kể vài chuyện tích xưa, nay nhằm nhắc khéo em cháu tu vậy thôi. Một hôm tình cờ bác nói về đức tánh nhẫn nhục, nghe thấy rất bổ ích cho cuộc sống, khỏi gây phiền hà, thù hận, giúp xã hội hòa nhã, an vui. Chúng tôi thích quá, xin ghi âm lại nghe cho kỹ, hầu triển khai áp dụng vào đời sống thực tiễn. Sau ít lâu suy xét, bác đã tùy thuận và bảo: đây không phải là lời dạy quý giá, mà là món quà lưu niệm cho em cháu trong đời sống luôn dời đổi hợp tan. Do đó, cuốn băng thuyết trình đề tài nhẫn nhục mới có dịp ra đời, và đây là lời ông Như Sanh. Kính thưa quý vị, trên đời có lắm việc bất an khiến lo âu khốn khổ, những thảm họa do thiên tai như bão lụt, hạn hán, núi lửa, động đất, dịch bệnh, và do lòng người tàn bạo gây nên, những ý thức hệ đảng phái tương tranh, những cuộc thánh chiến xâm lăng, những cuộc chiến tranh chủng tộc, giặc cướp lường gạt, lấn áp, vân vân. Vật chất quá thạnh, lợi danh quyến rũ sự túng cùng, những bất như ý, tử sanh bệnh tật làm chao đảo lòng người, không giữ được thế quân bình đời sống. Cái khổ do định mệnh an bài thì ít, mà do tánh nông nổi của ta kéo nhau vào hố thẳm đau thương thì nhiều. Để lướt qua các trở ngại, vững tiến trên đường tu hành, đúng đạo lý quân tử, người xưa thường khuyên ta nên tập đức tánh nhẫn nhục. Ráng nhẫn trăm phần dù khó nhẫn. Vậy nên cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta cùng thảo luận về đề tài nhẫn nhục. Phần 1. Định nghĩa. Nhẫn là nhịn chịu, nhục là hèn kém. Ta chịu hèn kém để chờ cơ hội thể hiện chí nguyện, mục đích của mình. Đức Thầy cũng có nói: giả như hàng tín đợi thời lồn trôn. Hàng tín là người tài ba xuất chúng,
có tài điều binh khiển tướng và thông suốt binh thơ đồ trận, ba lượt sáu thao. Thân hình của ông không cao lớn như các vị tướng tài thuở đó, mà nhỏ thó bình thường thôi, đi đâu cũng mang gươm. Bữa đó ông ra chợ gặp đứa du côn, nó thấy ông mang gươm nên lấy làm ghét. Nó đứng chàn hãn giữa chợ và nói với ông: "Nhà ngươi làm phách, đi đâu cũng mang gươm. Có gan thì đâm ta đi, nếu không dám đâm ta thì chung ngang hán của ta." Hàn Tín thầm nghĩ, bao nhiêu tài kinh luân của mình chưa thực hiện được, danh tiếng chưa ai biết, tài ba chưa có chỗ xài. Nếu đâm lộn với nó thì dư sức rồi, giết nó chết, mình bị mang án tử hình. Vì lý do du côn đâm lộn với nhau thì thiệt thòi cho tài ba của mình quá. Bây giờ nó bắt buộc một đâm lộn hay lòn trôn. Kẹt quá, Hàn Tín phải lòn trôn giữa chợ. Vậy mà đến sau danh nổi như cồn, làm cho Hạng Võ mất hồn mấy khi. Nếu lúc đó ông không nhẫn thì ngày quy hoàng đâu có, bị ở tù hoặc tử hình vì tội chém lộn. Đó là nhịn chịu hèn kém để thể hiện mục đích chí nguyện của mình, chứ không phải khiếp nhược, hoặc là để bảo tồn hạnh nguyện, không cho mòn mẻ đạo tâm, không cho phạm giới hạnh. Có một con sư tử lông vàng ánh, người ta gọi nó là Kim Mao sư tử, nghĩa là lông nó vàng cứng như những sợi cước bằng vàng, rất quý. Muốn bắt nó không phải dễ, vì nó là chú Sơn Lâm. Con sư tử có cái đặc biệt là hễ gặp các sa môn tu tịnh tọa trên gồ đá hay gốc cây là nó đến cúi mọp xuống để làm lễ. Mấy người thợ săn mới nghĩ ra một kế là cạo đầu, đắp y, giấu cung tên trong mình, kiếm gồ đá nào đó ngồi tham thiền để gạt con sư tử. Sư tử thấy có vị sa môn ngồi tĩnh tọa, bèn bước đến cúi mọp đầu làm lễ. Thừa lúc đó, anh thợ săn trá hình sa môn bắn nó một mũi tên tẩm thuốc độc. Khi mũi tên ghim vào người, nó giật mình nhìn lên, biết tên thợ săn ác ôn bắn mình. Nó giận quá, tính nhào lại xé xác, nhưng nó nghĩ lại không được. Nếu xé xác tên này thì rách pháp y, đó là tính bửu của nhà Phật, và đồng thời nó dính máu nữa. Đây là các tội mà nó không dám làm, cho nên nó nhịn, ráng nhẫn chịu. Đến khi thuốc thấm đau quá, nó tức giận lồng lên, nhưng nghĩ lại rồi dằn xuống. Cho đến ba lần như vậy, thuốc thấm đều thân, nó lăn ra chết để tròn cái hạnh nguyện của nó. Người ta đặt tên cho con sư tử đó là con sư tử kiên thệ, nghĩa là kiên trì gìn giữ thệ nguyện của mình. Đó là một trong những tiền thân của Đức Phật. Có một vị tỳ kheo đi vô nhà một Phật tử khất thực. Vị Phật tử lật đật đi ra ôm bình bát vô sớt cơm. Vị này có đeo chiếc cà rá lỏng lẻo nên bị rớt ra. Con ngỗng ở đâu chạy lại đớp nuốt. Khi ông ta trở ra thấy chiếc nhẫn mình mất mới hỏi: "Thầy có thấy chiếc nhẫn rớt không?" Vị tỳ kheo làm thinh không nói: "Bộ là thầy lấy chiếc nhẫn hả?" Vị tỳ kheo đáp: "Tôi không lấy." Ông này hỏi tiếp: "Vậy thầy thấy nó rớt ở đâu không?" Vị tỳ kheo vẫn làm thinh không nói. Chủ nhà nghi ngờ, giận quá, đánh vị tỳ kheo sặc máu mũi, hỉ máu mũi ra. Con ngỗng chạy lại nuốt cục máu. Chủ nhà giận, lấy cây đập ngỗng một cây chết luôn. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo mới nói: "Chính con ngỗng này đã nuốt chiếc nhẫn đó." Chủ nhà lật đật mổ bụng ngỗng ra coi thì quả y chiếc nhẫn còn đó. Chủ nhà hối hận quá, nói với vị tỳ kheo: "Sao lúc nãy thầy không nói?" Vị tỳ kheo đáp: "Nếu ta nói không thấy là ta nói dối, tội vọng ngữ. Còn nếu ta nói con ngỗng nuốt thì nó phải chết. Thôi ta cam chịu khổ lấy mình thôi." Vị tỳ kheo đã nhẫn nhục chịu cái khổ đó để không phạm giới. Phần 2. Các hình thức nhẫn nhục. Có thể tạm chia ra làm hai: nhẫn với hoàn cảnh và nhẫn với bản thân. A lớn, nhẫn với hoàn cảnh. 1. Nhẫn với thời gian, tức phải bền chí chịu đựng với thời gian. Kiên tâm mới thấy cơ trời, đừng gieo nửa buổi chiều thời muốn ăn. Thanh sĩ.
Nhất là gặp đạo lớn mà không có chí to tương xứng, chẳng khác nào như gặp đạo cả can trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo, luống công nghèo dẫn hoàng nghèo. Thanh sĩ, gặp đạo cả như đạo Phật mà ta tính tu cái một thành Phật liền thì không bao giờ đạt kết quả, phải có chí to tương xứng với nó và chịu đựng với thời gian. Có tích một vị tu sĩ nọ tu khổ hạnh, ngồi trên nôn, bất cứ khó khăn cực nhọc nào ông cũng hy sinh làm, không kể gì đến thân mạng, chỉ mong cầu mau đắc quả. Một hôm gặp Phật đi ngang, vị tu sĩ mới lễ Phật và hỏi: Bạch Cồ Đàm, nhờ Cồ Đàm xem giùm con tu như vậy chừng nào mới đắc quả được. Phật trả lời: 3 kiếp nữa. Nghe qua ổng khóc ròng. Ông không từ một gian lao nào để tu cho mau, mà nghe Phật nói 3 kiếp nữa, thành ra ông khóc. Phật đi một đoạn đường nữa, gặp một tu sĩ khác đang tham thiền dưới gốc me, tư thế ung dung hòa quẩn tươi tắn, không có gì là nôn nã. Gặp Phật ông cũng lễ Phật và nhờ Phật cho biết mình tu như vậy có đúng đường không và chừng nào có kết quả. Phật chỉ cây me và hỏi: Nhà ngươi có thấy số lá me trên cây đó không? Vị tu sĩ đáp: Bạch thấy. Phật nói: Ngươi phải trải qua số kiếp như số lá me trên cây mới đắc quả. Ông nghe Phật thọ ký như vậy nên mừng quá và nói: Như vậy là con đường của con đi đúng và có một ngày thành đạt được. Ông làm lễ Phật và cảm ơn Phật đã thọ ký giùm. Khi ông vừa lạy Phật cảm ơn thì chư thiên trên trời rải hoa cúng dường và ca ngợi: Ngài đã giải thoát ngay từ bây giờ rồi. Người nghe trải qua một số kiếp như vậy mà không có một chút sờn lòng, không một chút nhíu mày ngán ngẩm thì thời gian đâu còn ràng buộc họ nổi. Vị tu sĩ nọ đã vượt khỏi thời gian và được tự do ngay từ bây giờ, tức là giải thoát rồi. Đại tướng Nải Mộc là một vị võ tướng của Nhật Bản có nói: Trong việc chiến tranh, kẻ nào chịu đựng hơn kẻ địch 5 phút sau cùng là sẽ nắm lấy phần thắng. Thời gian là một bộ máy lọc lừa rất chính xác và cũng rất khắc nghiệt. Nó lột trần những kẻ dối tu, những kẻ mà niệm Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Những kẻ đó thời gian sẽ đánh bại, bỏ rơi những kẻ non lòng yếu dạ. Đức Thầy có nói: Mấy ai giữ được chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi. Những kẻ hay nôn nóng thì lúc nào cũng bị bán đồ nhi phế, không bao giờ thủy chung duy nhất được, vì nôn nóng quá không tu lâu được vậy. Đức Thầy có nói: Ai siêu, ai ngã, ai bền, lọc lừa tồn tại lập nền quốc gia. Vậy mình phải nhẫn với thời gian mới có thể tồn tại được. Thời gian vừa loại bỏ những kẻ dối tu, những kẻ non lòng yếu dạ, và đồng thời cũng đề cao những tấm lòng vàng thủy chung vì đạo nghĩa. Đức Thầy có nói: Đường xa mới rõ tài con ngựa ký. Ngựa ký là loại thiên lý rất giỏi, chạy bền và xa, chạy đường xa mới biết ngựa nào là ngựa giỏi. Trong Minh Tâm thì nói: Trường đồ tri mã lực, sự cũ kiến nhân tâm. Nghĩa là đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu mới thấy được lòng người. Trên con đường tu, ngày sáng lạng huy hoàng chỉ dành riêng cho những con người bền gan sắt đá, chặt dạ nâu sòng mà thôi. Bởi thế Đức Thầy mới khuyên: Bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chí trông mong bữa tiệc khai. Đứng về phương diện tâm lý mà nói, ta càng gấp trong chừng nào thì càng thấy lâu chừng nấy. Có một vị kiếm sinh nọ đến thọ giáo với một vị kiếm sư danh tiếng trong nước. Anh ta đến xin mong thầy dạy kiếm. Thưa thầy, con còn cha mẹ già, con cố gắng học, mong sao mau thành tài đang tròn bổn phận với gia đình nữa. Thầy nhắm coi con phải học trong bao lâu? Thầy nói: 5 năm. Thấy 5 năm dài quá, vị kiếm sinh bèn nói: Thôi, giờ con hết lòng học tập ngày đêm gian khổ, trao luyện võ công cho sớm thành tài hơn. Vậy thầy có thể rút ngắn lại mấy năm? Vị kiếm sư đáp: 10 năm. Và cứ như vậy, mỗi lần vị kiếm sinh muốn rút ngắn thời gian nhiều
thì vị kiếm sư càng kéo dài thời gian ra hơn nữa. Vị kiếm sinh thắc mắc hỏi: "Thưa thầy, sao lạ vậy? Càng cố gắng học thành tài thì thời gian càng lâu." Vị kiếm sư đáp: "Đúng vậy, càng gấp mau chừng nào thì càng lâu chừng nấy." Bấy giờ vị kiếm sinh mới giác ngộ và hiểu ý ông thầy, bèn nói: "Thôi, giờ thầy cho con học với thầy đi, chừng nào con thành công cũng được, không nói đến thời gian nữa." Vị kiếm sư nói: "Được vậy thì con có thể thành đạt sớm hơn ý muốn của con, càng gấp thì càng lâu vậy." Cuối cùng thời gian có điểm đặc biệt là đùa tất cả vào quên lãng, rồi thì đâu cũng vào đấy cả. Người Phật tử phải biết lợi dụng thời gian để xóa tan những ưu phiền của mình. Xưa ông A Nan có một lần đi khất thực trở về, mặt buồn xo và bạch với Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn dời qua xứ khác ở. Xứ này người ta không ưa Phật Pháp, đã không cúng dường mà họ còn mạ lị, nói xấu đủ điều." Phật hỏi lại: "Nếu đi xứ khác người ta cũng không ưa Phật Pháp, cũng mạ lị và nói xấu thì con phải làm sao?" A Nan nói: "Thưa, thì mình đi xứ khác nữa." Phật nói: "Nói như con vậy thì trọn xứ Trung Ấn Độ này không có chỗ cho thầy trò ta dung thân đâu. Hãy nhận chịu đi rồi mọi việc sẽ qua." Thật vậy, thời gian có khả năng đùa tất cả vào quên lãng. Sự việc gì rồi cũng qua thôi, nhưng nó qua một cách êm đẹp, hay qua rồi nó còn lưu lại dấu ấn khó quên, một xót xa dày đặc. Mình cũng đừng đem lỗi lầm kẻ khác, cái buồn lòng đã qua mất tự bao giờ mà dày dò hành phạt tâm mình, như vậy thật là dại lắm. 2. Nhẫn với sự khiêu khích bực tức. Nếu mình không có tánh nhẫn nhục, thường thường hay bị khích tướng, tức nói khích làm cho mình tức, nhờ nhẫn nhục mà Tư Mã Ý thắng kế Khổng Minh, và cũng vì không nhẫn được mà Châu Du học máu. Trong truyện Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng là người rất tài, bói toán biết cả quá khứ vị lai và tài dùng binh quỷ khốc thần sầu. Tư Mã Ý biết chắc không đánh lại Khổng Minh. Một hôm Khổng Minh đem quân dây Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cố thủ trong thành, không xuất quân đánh giặc. Khi muốn dây thành, lực lượng phải gấp năm, kinh phí chiến tranh rất nặng, lâu ngày e không chịu nổi. Khổng Minh thì già yếu, bệnh hoạn không biết chết lúc nào. Tư Mã Ý biết vậy nên không thèm ra quân, cứ cố thủ trong thành hoài. Khổng Minh thấy Tư Mã Ý không chịu xuất quân mà lương thực ngày cạn dần, bèn gửi cho Tư Mã Ý một lá thơ và một cái áo yếm của đàn bà, áo lót. Lời lẽ trong thơ thách đố Tư Mã Ý làm tướng mà nhát quá thì đừng mặc áo giáp mà mặc áo yếm của đàn bà. Tư Mã Ý nhận quà xong đưa lên cười, rồi hỏi thăm sức khỏe Khổng Minh. Vị sứ giả chỉ là con chốt, không biết gì về chính trị, trả lời: "Thừa tướng lúc này già yếu hay bệnh hoạn mà lại làm việc suốt ngày suốt đêm?" Tư Mã Ý cười, biết Khổng Minh không chịu nổi nữa mới gửi lá thư này. Quả nhiên sau đó Khổng Minh tháo vòng dây và dặn quân lính, nếu ông có chết thì hãy để ngồi trên xe và đi tập hậu như hồi còn sống. Tiến quân thì không sao, mà rút quân thì rất sợ bị phản công. Do đó Khổng Minh phải bày mưu sắp kế mà còn chạy không muốn kịp. Vậy nhờ nhẫn nhục mà Tư Mã Ý thắng kế Khổng Minh. Cũng trong thời gian Tam Quốc đó, Châu Du bị Khổng Minh gạt lấy đất Kinh Châu, hết sức tức mà còn bị gửi cho cái thơ nội dung: "Cảm ơn tướng quân rộng lượng cho mượn hậu cứ để làm chỗ dung thân." Châu Du tức quá không chịu nổi, học máu chết, và trước khi chết còn than: "Thiên sanh Du, Du Hà sanh Lượng." Nghĩa là trời sanh Du, sao lại còn sanh Gia Cát Lượng nữa. Vậy Châu Du chết là do không nhẫn nhục nổi. 3. Nhẫn với các đam mê, các ưa thích của mình. Dù rằng sống trong một nước hòa bình tự do, con người vẫn bị các đam mê trói buộc, vẫn u uất đau buồn vì những khát vọng không bao giờ thỏa mãn, vẫn làm nô lệ cho tham dục.
vậy nhẫn với các ưa thích ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Con người mà được thỏa mãn mọi yêu cầu, mọi ước muốn, với con người tuyệt vọng không còn một hy vọng gì, một ước muốn gì, thì hai người đó bằng nhau. Đây là nói giả sử như vậy, chứ không bao giờ có một người nào mà thỏa mãn mọi yêu cầu được, vì quả phúc do quyền tạo hóa, chứ con người không nắm. Còn mình tuyệt vọng hoàn toàn là quyền của mình, vậy mà không dễ gì làm. Bởi vậy, tu không có sở cầu gì hết, nhà Phật gọi là vô sở cầu hạnh. Tu theo hạnh đó là hạnh phúc nhưng rất khó được. Phật cũng biết lòng tham không đáy của con người, đứng núi này, trong núi nọ, được voi đòi tiên. Con người dù muốn dù không cũng phải có một số nhu cầu tối thiểu nào đó. Vì thế, Phật hạ xuống một tầng nữa là thiểu dục, tri túc, ít muốn và biết đủ. Hãy ít muốn thì thân không cực, tri túc thì tâm được an vui. Do đó, nếu ta tu không được vô sở hạnh, thì hãy ráng cho được thiểu dục tri túc để được an vui trong cõi đời vốn đã nhiều đau khổ. Đừng làm đau khổ thêm nữa nhờ nhẫn với các đam mê. 4. Nhẫn với thời thế, cả lúc thanh thời và thất thời. Nếu biết nhẫn với thời thế, ta sẽ sống ung dung, điềm đạm, không quán than chua xót khi giận bỉ, không tự hào hách dịch lúc thạnh thời, sống đúng với đạo quân tử. Có anh thợ rèn nọ bị tên cường hào ác bá có thế lực và nhiều tay chân bộ hạ ném cho một viên đá lỗ đầu. Anh thấy nó bề thế quá, anh không dám trả thù. Anh lượm cục đá đem cất để chờ cơ báo oán. Mấy năm sau, tên cường hào bị tịch thu gia sản, trở nên nghèo yếu đuối, không biết đi làm mướn nên đói tả tơi phải đi xin ăn. Một hôm đi ngang nhà anh thợ rèn, anh thấy kẻ thù xưa nên chạy vô nhà lấy cục đá rượt theo. Rượt đến nơi thấy hắn tả tơi ốm nhom, xem thật thiểu não và tay chân run rẩy sợ bị chọi đá. Anh nghĩ trong lòng, hồi trước hắn thạnh thế mình trả thù là dại, bây giờ hắn tàn phế mình trả thù là hèn tiểu nhân. Ngày xưa ta không chịu làm kẻ dại thì giờ ta cũng không muốn làm kẻ tiểu nhân. Anh nghĩ vậy và ném cục đá xuống ao, thế là hận thù chấm dứt. Đức thầy cũng có nói, chữ quán thù đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Nghĩa là mình phải biết nhẫn thời thế nữa, mạnh cũng vậy mà yếu cũng vậy. Bề lớn, nhẫn với bản thân. Nhẫn với bản thân là nhẫn với lục căn, tức nhẫn với tai, mắt, miệng, lưỡi, thân, ý của mình. Một, nhẫn với tai. Ta không thích nghe những tiếng xấu ác, tiếng thô lỗ làm cho mình nổi giận lên. Ta không nên để bị điên đảo vì những tiếng xấu đó. Trái tai muốn cự mà dằn, việc qua rồi mới thấy rằng là hay. Thanh sĩ. Ta nhẫn với những tiếng khích động làm dao động lòng mình, làm mình nổi sân lên. Đồng thời ta cũng nhẫn với tiếng quyển giọng kèn, nó cám dỗ mình. Những tiếng êm dịu rù quến mình làm việc không phải. Nhưng ta phải lưu ý là không phải gác bỏ ngoài tai tất cả, mà phải thường để ý đến những lời chơn chánh để sửa mình, để học hỏi cho tiến bộ. Ta cũng để ý đến tiếng kêu than của những kẻ khốn cùng để phương tiện giúp đỡ nhau. Ở bên Mỹ có một nhà ngoại cảm, ông có khả năng biết được tiền kiếp và soi căn. Ai đau ốm thường đến ông xem lý do tại sao đau như vậy. Ông nói nguyên nhân của bệnh, chỉ cho thuốc hoặc thầy trị hay khuyên bệnh nhân ráng làm lành, chứ không chữa được bệnh. Có một bà bị lãng tai, lại hỏi ông xem tại sao bị như vậy. Sau khi nhập định mấy phút, ông cho bà biết, kiếp trước bà có một kiếp giàu có lắm mà bỏng sẻn không muốn giúp đỡ ai. Bởi vậy thân tộc hay chòm xóm lại năn nỉ ỉ ôi, than vãn với bà nhờ bà giúp đỡ, thì bà làm lãng không chịu nghe, thành ra bây giờ bà lãng tai luôn đó. Nhẫn tai là không thích nghe những tiếng xấu ác thô lỗ, những tiếng uyển giọng kèn, chứ không phải không nghe những lời chơn chánh, những tiếng kêu than của kẻ nguy nàn hầu giúp đỡ. Nhà Phật có nguyện là tầm thinh cứu khổ nguyện, tai lắng nghe tiếng kêu than của kẻ khác để mà cứu khổ. Đó là một hạnh nguyện của Bồ Tát. 2. Nhẫn với mắt.
là không đam mê hình thể hay màu sắc, không nhìn vào chỗ đê hèn. Đức Thầy có nói, mắt trông vào những chỗ đê hèn, nào được xem cảnh báo đài sen. Nhẫn mắt là không đam mê màu sắc, không thích nhìn chỗ đê hèn và không dùng cặp mắt hung tợn nhìn kẻ khác, không háy nguýt, không dùng cặp mắt vào việc hung dữ. Do đó, ta sẽ được phước báo về mắt. Ta hãy dùng từ nhãn thị chúng sanh. Bồ Tát Quan Thế Âm có hạnh nguyện rất tốt là từ nhãn thị chúng sanh, nghĩa là lấy con mắt từ bi mà nhìn chúng sanh. Tai thì tầm thinh cứu khổ, còn mắt thì từ nhãn thị chúng sanh, do đó tạo nên phước đức lớn. Nếu nhẫn được tai mắt thì sắc thinh không làm mờ tai mắt, sau này được phước báo là có thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. Mình là người Phật tử thường niệm Phật và niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì phải cố gắng Phật hóa thân tâm phần nào, nghĩa là tai mình cũng phải tầm thinh cứu khổ và mắt phải từ nhãn thị chúng sanh, sau này ta sẽ không bị bệnh về tai mắt, dần dần đạt được thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. 3. Nhẫn với miệng lưỡi. Nhẫn với miệng lưỡi là không thích ăn những món ngon vật lạ và những món làm ra từ diệt ác. Những món ngon như thịt cá tuy bổ dưỡng nhưng cũng có độc tố. Ta không ăn uống vô độ, quá tải. Mình nhẫn được miệng lưỡi như vậy sẽ bớt được một số bệnh từ miệng vào. Kiêng ăn cũng là một lối trị bệnh. Do đó có câu bệnh từ miệng vào. Ta cũng không nói lời thô lỗ tục tằn, lời đắng cay, không để phạm vào khẩu nghiệp. Đức Thầy cho biết, khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Nặng vì nó dễ làm. Ta muốn đánh hoặc giết ai thì điều đó không phải dễ. Còn mắng chửi hoặc nói xấu nói lén người khác thì điều đó dễ. Khẩu nghiệp dễ tạo, lâu ngày thì tích thiểu thành đa. Khẩu nghiệp nặng nề nên Đức Thầy hằng nhắc nhở luôn. Nhẫn miệng lưỡi, ta hằng nên nói lời đức hạnh hiền hòa, do đó ta bớt được một số tai họa, họa từ miệng ra. Ta nên nhớ câu châm ngôn này, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Nhẫn miệng lưỡi, ta bớt được bệnh tật và tai họa, ngược lại còn làm được phước lớn nữa. Đức Thầy có nói, thuận với hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Lời nói bén như gươm, chặt đứt cả nhĩ tình. Lời nói như mũi tên, khi ghim vào tai ai thì không tài nào nhổ ra được. Nói lỡ một lời thóa mạ rồi thì không thể rút mũi tên đó ra được, cho nên phải thận trọng. Câu nói ác họa tai muôn triệu, vài lời lành phước nhiễu trăm thiên. Thanh Sĩ. Miệng lưỡi nó tai hại và cũng lợi ích. Do đó, nếu nhẫn được miệng lưỡi, ta sẽ tránh được tai hại và mang lại nhiều lợi ích. Phước báo sau này là mình không bị bệnh tật về miệng lưỡi, lời nói ai cũng tin nghe và vâng lời. 4. Nhẫn thân. Nhẫn thân là thân không ham sung sướng, không lười biếng, không ngại gian lao để làm việc đạo nghĩa, không trốn tránh trách nhiệm. Nhẫn được thân thì tránh ác và tạo thiện nghiệp được. Phước báo sau này là thân tướng trang nghiêm, tốt đẹp. 5. Nhẫn tâm ý. Nhẫn tâm ý thì không ham danh lợi, tất nhiên lòng bình an, đủ nghị lực đương đầu với bát phong, tiến mạnh trên đường hướng thiện. Bát phong là 8 ngọn gió, tức là lời khen chê, sướng khổ, vinh nhục, vân vân. Những cái đó không làm lay chuyển tâm ý của mình. Lòng được an nhàn tự tại ung dung thì không bị quay cuồng đảo điên, không luồn cúi nịnh nọt để mưu cầu danh lợi, vượt qua được các quyến rũ đam mê. Đức Thầy có nói, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu, nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhẫn được tâm ý thì mình được an lạc. Nếu mình an lạc thì khi chết chắc chắn về an lạc quốc. Nếu sống mà đau khổ hận thù thì khi chết chắc chắn không về cõi ấy được.
Phần 3. Sự quan trọng của nhẫn nhục. Đức tánh nhẫn nhục là một đức tánh quan trọng, nên dù người theo đạo Phật hay đạo quân tử, đạo nho cũng lấy nó làm trọng yếu. Đức Thầy có khuyên: ráng nhẫn trăm phần dù khó nhẫn. Đức Thầy và Đức Phật Thầy chủ trương học Phật tu nhân cũng xem nhẫn nhục là đức tánh cần thiết trên bước tiến đạo. Trong giảng cũng có câu: nhẫn nhẫn cho rồi câu bỉ cực, thời lai sẽ hưởng thú tiêu dao. Hoặc là: làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên. Gương trước hớn tần hàng tín nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. Và cổ đức người xưa cũng có bài thi khuyến nhẫn: nhẫn, 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 trác chủ quan gia tùng thử tận. Nghĩa là: nhẫn, nhẫn, nhẫn thì nợ nần ân quán giang hồ tiêu tan hết. Nhiêu, 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 thiên tai vạn quả nhất tề tiêu. Nhiêu có nghĩa là nhiêu dung, bao dung, cũng hàm nghĩa nhẫn. Nếu nhẫn được ngàn tai muôn quả đều tiêu hết. Mặc, 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 vô số thần tiên tùng thử đắc. Mặc có nghĩa là yên lặng, tĩnh lặng, cũng hàm ý nhẫn. Hưu, 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 cái thế công danh bất tự do. Hưu là thôi, ngưng lại, là nhẫn các đam mê. Dù công danh trên thế giới cũng không tự do được, mắc ràng buộc. Cụm từ nhẫn, 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 nhiêu, 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 mặc, 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 hưu, 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 đều là hàm dụng ý nhẫn nhục. Do đó mà được yên, quan gia trái chủ cũng hết, tai họa cũng tiêu. Vô số thần tiên cũng đắc và được an vui tự do, chứ còn cái thế công danh cũng không được tự do. Đó là sự quan trọng của nhẫn nhục. Thiếu nhẫn nhục không bao giờ đi đến thành công. Dù là một việc nhỏ, nếu thiếu nhẫn nhục thì bán đồ di phế, nửa chừng bỏ dở, không hoàn tất được. Phần 4. Lợi ích của nhẫn nhục. Nếu chúng ta nhẫn nhục được, sẽ có những lợi ích sau đây. 1. Không cay đắng. Trong lòng lúc nghèo ngặt thua lỗ, không ganh tị xấu xa với kẻ may mắn hơn mình. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chớ cay đắng lòng. Thanh sĩ. Có nhiều người mua bán cùng một mặt hàng với nhau và ngồi ngang nhau. Mình thấy họ bán đắt trong khi mình ngồi ngóng hoài. Mình cảm thấy xót xa và xốn xang. Tự nhiên mà mình khổ một mình vậy. Người nhẫn nhục được không có như thế. Có thì xài đỡ, không có cũng ráng chịu thôi. 2. Không làm điều tồi tệ, nịnh nọt, phản trắc. Mình nhẫn nhục được trong cảnh nghèo ngặt khốn cùng, nên mình không làm các việc trên. Sách xưa có câu: quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm. Nghĩa là người quân tử dù cùng khốn gì cũng cố giữ cái đạo của người quân tử. Còn tiểu nhân cùng quá, họ tính chuyện lạm dụng. Người có đức nhẫn nhục rồi không có cái tồi tệ đó, nghĩa là giữ được tư cách quân tử của mình. 3. Gây niềm hòa hảo trong gia đình và xã hội. Có đức nhẫn nhục rồi thì gia đình hay xã hội cũng hòa nhã được hết. Có câu chuyện một ông nọ không hề cho con cái ở riêng. Tất cả ông bà, cha mẹ, con cái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại đều ở chung một nhà mà không hề có tiếng bất tiếng chì, không có lục đục hay tranh cãi phiền giận nhau. Tiếng đồn đến nhà vua, vua mới bảo ông bá nhẫn đó trình vua xem cách đối xử trong gia đình ra sao. Ông bèn viết tờ trình gồm 100 chữ nhẫn. Vua cười khen hay, và do đó người ta mới tặng cho ông biệt danh bá nhẫn. Ông không cần phương pháp gì nhiều, cứ nhẫn là êm tất cả. 4. Chấm dứt oán thù. Đức Thầy có nói: chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Hay là: nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Mình nhẫn thì oán thù nó sẽ chấm dứt. Nếu không nhẫn thì chuyện không đáng gì, nó sẽ lớn lên và kéo dài ra từ đời này đến đời kia, không biết bao giờ hết. Ta sẽ lướt chướng ngại dễ dàng,
không thối chuyển trên đường tu, tự có thêm các đức hạnh cần thiết cho đời sống đạo như ôn hòa, điềm đạm, điềm tĩnh, bền gan sắt đá, do đó có nhiều triển vọng thành công. Ta cũng đối xử rất khéo ở đời, ít sơ hở, xét đoán công minh, giữ vững tiết tháo đúng tư cách người quân tử. Có được đức tánh nhẫn nhục rồi thì những tánh vừa kể trên khỏi tập cũng có được, có sẵn. Nãy giờ bác nói cũng tạm xong phần nhẫn nhục, giờ xin phụ lục thêm. A lớn, nhà Phật có đề cao nhẫn nhục ba la mật, tức là một trong lục độ, sáu con đò mà các vị Bồ Tát dùng qua bờ giải thoát, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí tuệ. Nhưng chúng ta phải có một sự trưởng thành nào đó mới hành được nhẫn ba la mật đó. Thí dụ người mẹ vì hết sức thương con, thấy nó bò gần mé mương hay dũng bùn, bèn chạy lại ẵm con đem chỗ khác hoặc đem vào nhà. Nó đã không biết ơn mà còn giãy dụa la ó, cào cấu, nhưng mẹ nó cũng chịu nhịn thôi chứ không giận gì hết. Nói nhẫn chịu là một lối nói thôi, chứ bà không có nhẫn, bởi vì tình thương chan hòa quá rộng như biển, đó là nhẫn ba la mật. Khi nào chúng ta có khả năng trưởng thành nào đó mà tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái nhẫn nhục ba la mật đó. B lớn, nhà Phật cũng chia nhẫn ra làm hai, sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là đối với nỗi khổ của bản thân như rận rịp, mũi mòng, ghẻ chóc, thời tiết, bệnh tật, đau đớn về thể xác mà ta nhẫn được, gọi là sanh nhẫn. Còn pháp nhẫn là hoàn cảnh ưu phiền đau xót đem đến cho lòng mình, ta nhẫn được, gọi là pháp nhẫn. Được hai pháp nhẫn này, sanh nhẫn và pháp nhẫn, ta sẽ an vui tự tại giữa cuộc đời đầy sóng gió như hiện nay. Và đây là phần kết luận của đề tài nhẫn nhục. Có một chú em nọ là thợ đóng ghe gặp bác Hai hỏi: "Chú Hai à, tu làm sao cho khỏi sóng gió vậy chú?" Bác hỏi lại chú ấy: "Chú đóng ghe làm sao mà nó ra khơi trời yên bể lặng?" Chú ấy trả lời: "Đâu được chú Hai, có môn mình đóng be gió cao cho nước nó đừng tràn vô thôi, chứ đâu có đóng ghe cách nào mà khi ra khơi trời yên bể lặng." Bác nói: "Ờ phải rồi, tu hành cũng vậy. Ta không thể uống nắng ngoại cảnh theo ý muốn. Cuộc đời luôn luôn đầy chướng ngại, không ai tài nào mà dẹp phá hết được. Chỉ có mặc áo giáp nhẫn nhục để chịu đựng các mũi nhọn đến từ bốn phía, mang về nhẫn nhục để đi trên đường đời đầy gai bướm mà chân khỏi bị tổn thương thôi." Tóm lại, người có sức nhẫn nhục như mỏm đá to ngoài bể khơi, mặc cho sóng dồi gió dập, nắng táp mưa sa, như cây cổ thụ đứng giữa rừng đủ sức đương đầu với bao giông tố bão bùng. Vậy quyết định ta hãy tập tánh nhẫn nhục ngay để lòng được bình an, đủ nghị lực không bị tổn thương gục ngã trước bao nghịch cảnh, dơi cạn buồn phiền cho mình và những kẻ chung quanh, cho phước huệ dần dần tăng trưởng. Những giải thích trên đây nghiêng nhiều về giới cư sĩ tại gia, vì trong trường hợp thiếu tài liệu sách vở tham khảo, chỉ moi móc trong đầu óc đã lão hóa của mình và đào bới trong đống cặn bã ký ức đem ra bày giải. Quý vị xét cái nào nghe đúng thì dùng, cái sai thì bỏ đi hay sửa chữa lại. Lời sau cùng của chúng tôi là rất mong ở quý vị một sự rộng lượng cảm thông. Tự tâm con đường tranh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền hành sâu giáo pháp chung kiên dũng đời, tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau,
thanh tịnh vượt trên mê mê, giống như loài cò cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu, màn khinh giao pháp nhiệm màu chuốc vào đau khổ lún sâu luân hồi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.